Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2076, Đại Phiền Toái 2. Gia hỏa này bất hảo khó sửa đổi, tùy ý giết người, về sau chỉ sợ ngươi phải phí tâm. Danh khí của Tế Bắc Song Hùng không tính quá tốt, bị giết cũng coi như chết chưa hết tội, yên tâm đi, sự tình đến tiếp sau Khải Linh Sư Công Hội chúng ta xử lý là được, Tôn Sư đừng lo. Nguyễn Hội trưởng cười cười. Quang Minh Chính Đại chém giết hai vị cường giả nguyên thần cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành khủng hoảng, bất quá đối với Khải Linh Sư Công Hội mà nói, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Khải Linh Sư dựa vào quy củ của danh sư đường, không ai dám tìm phiền toái, dù sao sức chiến đấu bạc nhược yếu kém, sẽ khiến không ít người sau lưng ngấp nghé, nhưng công hội vừa mới giết chết hai vị cường giả nguyên thần cảnh, một khi tin tức truyền ra, đủ có thể khiến vô số người đánh loạn chủ ý chùn bước rồi. Loại sự tình này, đối với các nàng mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng chết ở trong tay ta, đây là 2000 linh thạch thượng phẩm, nếu có cơ hội, giao cho hậu nhân hoặc truyền nhân của bọn họ. Trương Huyền lắc đầu. Tuy hắn không muốn giết Tế Bắc Song Hùng, nhưng đối phương lại vì mình mà chết, dù trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, cũng tương đương gián tiếp chết ở trong tay mình, trong lòng băn khoăn. Chỉ muốn yên tĩnh làm mỹ nam tử, kết quả lại đưa tới vô số phiền toái. Ngẫm lại cũng khó chịu a. Cái này, cũng được, chuyện này chúng ta sẽ xử lý thật tốt. Thấy hắn tỏ thái độ, Nguyễn Hội trưởng chần chừ một chút, cuối cùng tiếp nhận linh thạch, nhẹ gật đầu, đối với thanh niên trước mắt càng thêm bội phục. Làm việc có đảm đương, đây mới là danh sư. Không nói cái khác, nghe nói Khổng Sư năm đó, cũng chọc không ít tai họa, kết quả khiến vô số người thần phục, đã thành vạn thế chi sư. Vậy làm phiền rồi. Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện, nói tiếp. Đúng rồi, ngươi nhìn con người của ta tương đối điệu thấp, không muốn nhiều người biết được việc này, kính xin Nguyễn Hội trưởng tiêu trừ ảnh hưởng. Điệu thấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Da mặt của Nguyễn Hội trưởng run lên. Vừa đến liền biến toàn bộ công hội thành cái dạng này, còn giết hai vị cường giả nguyên thần cảnh. Cái này gọi là điệu thấp. Chỉ sợ không ai càng phách lối hơn ngươi a. Bất quá, đối phương đã có yêu cầu này, vẫn gật đầu. Kính xin Tôn Sư yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ nhắc nhở chung quanh, hạ phong khẩu lệnh, tận lực không truyền ra bên ngoài. Tin tức không truyền ra ngoài, đối với các nàng cũng có chỗ tốt, có thể cho người hiểu lầm trong Khải Linh Công Hội có siêu cấp đại cao thủ, càng thêm an toàn. Đúng rồi, Tôn Sư, ta tới giới thiệu cho ngươi thoáng cái. Thương nghị vài câu, Nguyễn Hội trưởng chỉ cách đó không xa. Hai vị này theo thứ tự là Chiến Sư Đường Đường Chủ Hình Thiên Minh, cùng Tâm Điện Điện Chủ, Liêu Bất Tận. Chiến Sư Đường Đường Chủ. Trương Huyền sững sờ. Tới Thanh Nguyên Đế Quốc, chuyện trọng yếu nhất là dẫn người Huyền Huyền Hội, cùng người Chiến Sư Đường trao đổi, vốn tưởng rằng ba ngày sau mới có thể gặp mặt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Vâng, Hình Đường Chủ, Liêu Điện Chủ, vị này chính là Tôn Cường Khải Linh Sư, mặt khác, hắn còn là một vị danh sư. Nguyễn Hội trưởng nói. Danh sư. Hình Đường Chủ nhìn qua. Không biết Tôn Sư ở danh sư đường nào. Ta. Đang muốn nói mình từ Hồng Viễn Đế Quốc đến, Trương Huyền còn không có mở miệng, ngừng lại. Vừa nói như vậy, đối phương khẳng định liền biết thân phận của mình, lúc trước nói bậy thành Tôn Cường, cũng sẽ bị ngay tại chỗ vạch trần, đến lúc đó, sẽ càng thêm lúng túng. Ta đi theo gia sư học tập, trước mắt còn không có gia nhập qua phân bộ danh sư đường. Chỉ là ở một danh sư đường đế quốc nhất đẳng, khảo hạch qua đẳng cấp. Vội vàng đổi giọng. Nói như vậy, cũng không tính nói dối. Thật sự là hắn không có gia nhập qua danh sư đường, một đường tự mình học tập, trưởng thành đến bây giờ. Thì ra là thế. Hình Đường Chủ biến sắc. Danh sư tán tu không gia nhập danh sư đường, toàn bộ đại lục cũng có rất nhiều, chẳng có gì lạ. Bất quá, không có gia nhập qua danh sư đường, chỉ bằng vào cùng lão sư học tập. Trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, đối với chức nghiệp Khải Linh càng nắm giữ lợi hại như vậy, lão sư của đối phương, khẳng định không đơn giản. Nghe nói Tôn Sư đối với chức nghiệp Khải Linh nắm giữ cực kỳ cao thâm, vì vậy cố ý tới đây, muốn mời ngươi giúp ta củng cố nguyên thần. Hàn huyên một lát, vẻ mặt của Hình Đường Chủ tràn đầy chờ mong nhìn qua. Ta, Trương Huyền sửng sốt, thông qua học tập, hắn biết rõ Khải Linh Sư có được loại năng lực này, chỉ bất quá. Không nghĩ tới thứ nhất đến tìm mình, không ngờ là vị Chiến Sư Đường Đường Chủ này. Vâng, chỉ cần Tôn Sư có thể đáp ứng,
tại hạ vô cùng cảm kích. Hình đường chủ vội nói. Kỳ thật cũng không có gì, cái này đơn giản. Bất quá, tại hạ có một kiện binh khí lâm vào ngủ say, cần làm thức tỉnh, nếu như hình đường chủ có thể đợi chờ mà nói, không ngại đợi ta thức tỉnh nói, sẽ giúp ngươi như thế nào? Trương Huyền nói. Đối phương đã thành khẩn chạy qua tìm mình như vậy, hỗ trợ củng cố nguyên thần, không coi vào đâu. Tiện tay mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trước cứu sống Kim Nguyên Đỉnh rồi hãy nói. Cái này. Liếc mắt nhìn nhau, hình đường chủ cùng Liêu Điện chủ đều nhíu mày. Làm binh khí ngủ say thức tỉnh linh tính, lúc trước bọn hắn nghe qua, coi như là khải linh sư, cũng không quá dễ dàng, hơn nữa mấu chốt nhất là tiêu hao thật lớn, một khi thi triển, vô cùng có khả năng rất nhiều ngày không cách nào khải linh, mà chuyện của bọn hắn, lại chậm trễ không được. Tôn sư, có thể mượn một bước nói chuyện không? Chần chừ một chút, hình đường chủ nói. Các ngươi trò chuyện, vừa ký kết xong khế ước với công hội, ta còn muốn cùng nó quen thuộc. Nghe nói như thế, Nguyễn hội trưởng biết rõ bọn hắn khẳng định có chuyện quan trọng gì muốn nói, thức thời cười cười, ôm quyền rời đi. Trần phó hội trưởng cùng Hứa phó hội trưởng cũng theo sát ở phía sau đi xa. Không biết chuyện gì, lại thần bí như vậy. Thấy đường đường chiến sư đường đường chủ, cùng với mình đơn độc nói chuyện, Trương Huyền lắc đầu, bàn tay vung lên, ở chung quanh tạo thành một kết giới cách âm, nhìn lại. Nói thật có lỗi, chiến sư đường ta gần đây gặp chút phiền toái, ta cũng cần mau chóng để nguyên thần trở nên càng thêm tinh khiết, mới có thể thông qua tâm địa tâm ma khảo nghiệm, nhanh chóng tăng lên thực lực, ứng đối nguy hiểm. Nếu không, sẽ gặp được phiền toái thật lớn. Vì vậy, hy vọng tôn sư có thể trước giúp ta khải linh, chỉ cần có thể đáp ứng, chiến sư đường tất nhiên sẽ không từ chối. Hình đường chủ nghiến răng nói. Đại phiền toái. Trương Huyền sững sờ, sau đó hoảng sợ. Đến cùng gặp phải sự tình gì, địch nhân mạnh như thế nào, mới khiến chiến sư đường đường chủ cũng vội vã như thế. Người có thể chế tạo ra phiền toái như thế, không khỏi quá nghịch thiên đi. Trong nháy mắt, Trương Huyền đối với người này bội phục đầu dạp xuống đất. Chương 2077, không chịu thua kém. 1. Chiến sư đường, tuyệt đối là công hội chiến lực mạnh nhất toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, coi như là danh sư đường cũng không sánh bằng. Thế lực cường đại như thế, lại có thể thận trọng như vậy, nghe khẩu khí của đường chủ, tựa hồ gặp phải sự tình sống còn, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên, nếu tai họa mà nói, vô luận dĩ linh tộc hay cái khác, tin tức khẳng định đã sớm động tĩnh quá lớn, đến nay không có tin tức, hình đường chủ còn có thời gian chạy đến khải linh, hẳn chỉ là phiền toái, vấn đề không tính quá lớn. Không biết, có thể thuận tiện lộ ra một chút, các ngươi đến cùng gặp phiền toái gì. Mặc dù ta bất tài, nhưng tu vi và những chức nghiệp khác còn thật tốt, có lẽ có thể giúp đỡ không ít. Trương Huyền nhìn không được nói. Chiến sư đường người ta, nghe nói mình muốn trao đổi, không chút do dự đáp ứng. Nói rõ lòng giả cùng khí độ, nếu như đối phương gặp nguy hiểm, có thể ra tay trợ giúp, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Làm phiền tôn sư phí tâm, chuyện này, chiến sư đường chúng ta muốn tự mình xử lý, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta củng cố nguyên thần, để cho ta thành công thông qua tâm điện tâm ma khảo thí. Nghe được hỏi thăm, sắc mặt của hình đường chủ đỏ bừng, vội vàng khoát tay. Nếu như cho người khác biết rõ, đại phiền toái mà hắn nói. Chỉ là một tổ chức do người trẻ tuổi từ đế quốc nhất đẳng chạy tới. Nhất định sẽ ngay tại chỗ cười chết. Còn không bằng không nói. Cái này, được rồi. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Học xong chức nghiệp khải linh, tùy thời có thể giúp đỡ Kim Nguyên Đỉnh khôi phục, không coi vào đâu, nếu như đối phương mở miệng như thế, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đa tạ tôn sư. Nghe hắn đáp ứng, hình đường chủ tràn đầy cảm kích. Cái kia, chúng ta ở nơi nào bắt đầu? Khải linh, củng cố linh hồn, cần yên tĩnh tuyệt đối, lúc trước đều ở trong khải linh sư công hội trong căn phòng an tĩnh, hiện tại công hội chạy loạn khắp nơi, còn biết giết chết người, khẳng định không thích hợp rồi. Cái này, Trương Huyền vò đầu, bộ dáng công hội trước mắt, muốn triệt để ổn định lại, còn phải cần một khoảng thời gian, ở chỗ này khải linh, không thành công thì thôi, vạn nhất gia hỏa này nổi điên giết chết chiến sư đường đường chủ, hắn đoán chừng cũng muốn bàn giao ở Thanh Nguyên đế đô. Rút cuộc không ra được. Tâm điện của chiến sư đường chúng ta, có trận pháp ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, không bằng đi vào trong đó. Liêu điện chủ nói. Cũng tốt. Trương Huyền gật đầu. Hắn vốn cũng muốn đi chiến sư đường nhìn xem, nếu như đối phương mời, vừa vặn có thể dò xét, để 3 ngày sau trao đổi tích lũy kinh nghiệm, sớm để người Huyền Huyền hội có tâm lý chuẩn bị.
Nếu không, đám người kia đều là tuổi trẻ lỗ mãng, một khi gây ra họa, làm viện trưởng cũng không tiện bàn giao. Cáo từ đám người Nguyễn hội trưởng, Trương Huyền đi theo sau lưng Hình Đường chủ, bay về phía chiến sư đường. Phân bộ chiến sư đường ở Thanh Nguyên đế quốc, cách chỗ ở của bọn họ không xa, là một cung điện nguy nga hùng vĩ, còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta cảm giác khí tức không thể xâm phạm. Nhìn kiến trúc, còn muốn hùng vĩ hơn Khải Linh sư công hội. Trương Huyền tràn đầy rung động, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Không biết có thể Khải Linh hay không, vạn nhất có thể thành công, cái này chạy, khẳng định còn nhanh hơn Khải Linh sư công hội. Tôn sư, cái này chính là chiến sư đường. Chiến sư đường, chia làm 10 điện. Thấy hắn có chút không hiểu, Liều điện chủ giới thiệu một phen, cuối cùng nói. Ta đúng là tâm điện điện chủ. Chiến sư thập điện. Nghe xong giới thiệu, Trương Huyền âm thầm ghi nhớ. Những thứ này, lúc trước không ai nói qua, chờ gặp đám người Nhược Hoan công tử, phải nhắc nhở một câu, thời điểm trao đổi thận trọng một chút. Thân pháp điện, binh khí điện, trưởng pháp điện, quyền pháp điện. Những thứ này ta đều có thể lý giải, tâm điện tu luyện cái gì? Trương Huyền hỏi. Thân pháp, trưởng pháp, binh khí, những thứ này đều có thể lý giải, tâm điện là làm gì? Kỳ thật tâm điện mới là cung điện trọng yếu nhất, đáng sợ nhất của chiến sư đường. Nói chuyện chính là Hình Đường chủ. À, Trương Huyền không hiểu. Mục đích chủ yếu của chiến sư là vì đối kháng dị linh tộc, sát lục chân khí của dị linh tộc, đối với ý niệm cùng linh hồn của người có tác dụng công kích thật lớn, muốn tới đối kháng, tâm lý tố chất nhất định phải vượt qua thường nhân. Tâm điện liền đúng thời cơ mà sinh. Hình Đường chủ nói, không thể buông tha dũng giả thắng, trong chiến đấu, chân khí hùng hậu, nhục thân mạnh mẽ, hồn lực cường đại, thua cái gì cũng không sao, chỗ nào cũng có. Chiến đấu, không chỉ nhìn lực lượng cùng kỹ xảo, càng trọng yếu hơn chính là tâm. Ân, Trương Huyền chấp nhận, nhìn chung đối thủ hắn gặp phải, vô luận Hồng Diệp Vương, Thiên Diệp Vương hay Đạo Khấu vừa rồi, chân khí, hồn lực đều vượt xa hắn, nhưng mà chính thức chiến đấu, cuối cùng chết thường thường đều là đối phương. Cái này và lực lượng chân khí không quan hệ, quan trọng là tâm tính không được, tâm lý tố chất không kiên định, vô cùng dễ dàng bị mê hoặc, cuối cùng lọt vào vận mệnh bị giết. Kỳ thật luyện thể, luyện khí, luyện lực lượng, là để cho tu luyện giả không ngừng cường đại, nhưng chính thức thể hiện thực lực là tâm cảnh. Thật giống như Vương Dĩnh lúc trước, tuy tu luyện thiên đạo võ kỹ, nhưng vẫn không tự tin, thời điểm cùng người chiến đấu, trực tiếp bại trận. Sau sự kiện kia, hắn một mực chú trọng bồi dưỡng tâm cảnh cho mấy đệ tử, hiện tại dù tính cách còn có chút thẹn thùng, nhưng ít nhất so với trước kia thì quả quyết hơn nhiều. Bồi dưỡng tâm cảnh, tâm tính, cực kỳ trọng yếu, chiến sư ở tâm điện, so với cung điện khác, tâm cảnh càng thêm củng cố, ngoại giới dụ hoặc, càng khó dao động. Nói đến đây, Hình Đường chủ không khỏi cảm khái. Chương 2078, không chịu thua kém. 2. Hơn 200 vị chiến sư gia nhập Huyền Huyền hội, cũng không có tâm điện, thậm chí rất nhiều điện chủ dục dịch, vị tâm điện điện chủ trước mắt này cũng vững như bàn thạch, trái lại còn giúp mình bày mưu tính kế. Đây là tâm cảnh tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể làm được. Xem ra chiến sư đường, về sau phải càng thêm chú trọng tu dưỡng tâm cảnh. Tâm điện chia làm rất nhiều cửa khẩu, bên trong có các loại đẳng cấp tâm ma, chỉ có thường xuyên cùng tâm ma đọ sức, bị tẩy lễ, mới có thể để tâm cảnh càng trầm ổn. Hình Đường chủ tiếp tục nói. Trương Huyền gật đầu. Tâm cảnh của hắn, đã trải qua tâm ma ở phong thánh kiếp tẩy rửa, cũng tăng tiến không ít. Nếu không phải tâm ma kia quá yếu, khẳng định lấy được chỗ tốt càng lớn. Tâm ma điện của các ngươi đã có tâm ma, ta có thể thử một chút, rèn luyện tâm cảnh của mình hay không? Nhớ tới cái gì, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đương nhiên có thể, lại không phải là đại sự gì. Hình Đường chủ mỉm cười. Đa tạ rồi. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Tâm ma rèn luyện chỉ cần chống cự qua, đối với tâm cảnh tăng lên có trợ giúp thật lớn. Hắn từ tu luyện tới hiện tại, chỉ ở phong thánh kiếp gặp được qua, tâm điện này đã có tâm ma, ngược lại có thể tôi luyện mình một chút. Trong quá trình nói chuyện, mọi người đi vào chiến sư đường. Sau lưng đại điện, là một khu kiến trúc giống như danh sư học viện, chia làm 10 khu vực, cũng chính là đối ứng thập đại cung điện. Liều điện chủ ở phía trước dẫn đường, không lâu sau đến phạm vi tâm điện, một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái kiến trúc này toàn thân ngăm đen, tạo hình kỳ lạ, giống như trái tim, không biết tài liệu gì xây thành, từ xa nhìn lại, cảm thấy trái tim nhảy lên nhanh hơn,
tựa hồ cái tâm tình đặc thù gì bị hấp dẫn ra. Đây là tâm điện. Liêu điện chủ dẫn đường, dẫn đầu đi vào. Vừa tiến vào đại điện, lập tức cảm thấy linh khí sung túc, tâm thần yên tĩnh. Cái này có trận pháp đặc biệt, không chỉ có thể hội tụ linh khí, còn có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, tạp niệm không sinh, tôn sư, người củng cố nguyên thần, cho đường chủ không bằng ngay ở chỗ này đi. Đi vào một gian phòng trong tâm điện, Liêu điện chủ nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nơi đây hoàn toàn chính xác so với Khải Linh sư công hội càng thêm yên tĩnh, cũng càng thêm thích hợp Khải Linh, nếu có thể ở nơi đây kêu gọi linh tính ngủ say của Kim Nguyên Đỉnh, hẳn có thể tạo được tác dụng làm chơi ăn thật. Kính xin hình đường chủ ngồi xuống. Tìm nơi thích hợp, Trương Huyền chỉ về phía trước. Ân, biết rõ quan hệ lấy có thể giải quyết tai họa ngầm của chiến sư đường bây giờ hay không, hình đường chủ không dám nói nhảm, vội vàng ngồi xuống. Tinh thần buông lỏng, câu thông nguyên thần. Trương Huyền bàn giao. Vâng. Hình đường chủ nhắm mắt lại, câu thông nguyên thần, trong nháy mắt toàn bộ người tiến vào trạng thái nhập định, tựa như một lão tăng. Không tệ. Ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Đối phương từ trạng thái táo bạo, nhanh như vậy bắt đầu yên tĩnh nội liếm, khiến người ta không cảm giác được tâm tình lúc trước, tâm cảnh mạnh, khống chế tâm tình có thể nói đáng sợ. Như vậy thoạt nhìn, Trịnh Dương, Triệu Nhã còn hơi có vẻ táo bạo rồi. Âm thầm cảm khái. Tuy đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương tiếp nhận thiên đạo công pháp cùng thiên đạo võ kỹ của mình, đồng cấp bậc sức chiến đấu vô địch, nhưng nếu so tâm cảnh, cùng lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm trước mắt này, còn kém rất nhiều. Loại tâm cảnh này, thoạt nhìn không có gì, nhưng mà ở thời điểm chính thức đối chiến, vô cùng có khả năng đưa đến tác dụng tính quyết định. Nếu như là lôi đài thi đấu, tình huống đồng cấp, hắn có tự tin, Trịnh Dương, Triệu Nhã đi qua chỉ điểm tuyệt đối có thể bách chiến bách thắng. Không người có thể thắng được, nhưng mà nếu nhốt ở trên một đảo hoang, so với ai khác có thể sống đến cuối cùng, thì chưa hẳn có thể so sánh qua được đối phương. Bình thường chiến đấu, đám người Trịnh Dương cùng Triệu Nhã một khi mấy chiêu không thể chiếm cứ thượng phong, trong lòng sẽ bối rối, trên chiêu số tự nhiên xuất hiện đủ loại lỗ thủng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, niên kỷ của bọn hắn quá nhỏ, trên tâm lý khẳng định không bằng chiến sư sống mấy trăm năm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xem ra sau này phải chú trọng bọn hắn tu luyện tâm cảnh nhiều hơn. Cảm khái một câu. Những suy nghĩ này ở trong đầu lóe lên rồi biến mất, biết rõ bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này. Ngẩng đầu nhìn hình đường chủ ở trước mắt, tinh thần của Trương Huyền tập trung, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ô, ô, ân. Một khe hở bao phủ đối phương lại. Trong cơ thể vận chuyển lên công pháp Khải Linh Sư, tinh thần hóa thành dây nhỏ, chậm rãi đi vào thức hải của đối phương. Phương pháp Khải Linh cho vật phẩm, là bất đồng củng cố nguyên thần cho người. Cái trước chỉ cần ở địa phương dung nạp linh tính, đốt lên linh tính chi hỏa là được, mà củng cố nguyên thần thì tinh thần đi vào nguyên thần của đối phương, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tìm kiếm thiếu sót cùng lỗ thủng trong khi tu luyện, tiến hành chữa trị. So với Thiên Diệp Vương còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đến phụ cận nguyên thần của đối phương, Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Nguyên thần của vị trước mắt này, vô luận chất lượng hay thể tích, đều vượt xa Thiên Diệp Vương lúc trước gặp qua. Thiên Diệp Vương là cường giả xuất khiếu cảnh, hình đường chủ chỉ là nửa bước, liền cường đại hơn, tích lũy hùng hậu, có thể nói khủng bố. Lực lượng hùng hậu như vậy, dưới tình huống đồng cấp hẳn có thể chịu đựng được 1/3 lực lượng của ta. Tràn đầy khiếp sợ, Trương Huyền bội phục, tự đáy lòng tán thưởng. Không chịu thua kém a. Chương 2079, một vết nứt thật lớn một. Mặc dù Thiên Diệp Vương là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng hồn phách cũng chịu đựng qua xuất khiếu kiếp, đạt đến một loại cấp độ khác, hình đường chủ chỉ là nửa bước xuất khiếu, nguyên thần còn cường đại hơn đối phương, thậm chí càng thêm tinh thuần, hoàn toàn chính xác cường đại đến đáng sợ. Bất quá dù vậy, đồng cấp bậc muốn thắng được hắn, hầu như không có khả năng. Tu luyện phong thánh giải, thành công phong thánh, cộng thêm thiên đạo công pháp, cấp bậc giống nhau tuyệt đối là vô địch, có thể thừa nhận 1/3 lực lượng của hắn. Đã là tồn tại cực kỳ nghịch thiên ở trong danh sư. Nhìn xem nguyên thần của hắn đến cùng có vấn đề gì. Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, nhìn sang. Nguyên thần trước mắt, óng ánh sáng long lanh, được hình đường chủ tu luyện như thủy tinh, thoạt nhìn không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đổi lại những người khác, sẽ chỉ sợ hãi thán phục, nhưng ở dưới Minh Lý Chi Nhãn chiếu rọi, khuyết điểm có chút nhiều, từng cái lỗ thủng tựa như hố nhỏ, cản trở tới suy nghĩ cùng lực lượng vận chuyển. Thật giống như thủy tinh, ở mắt thường xem xét là bóng loáng,
nhưng ở dưới kính hiển vi, sẽ trở nên gập ghềnh. Minh lý chi nhãn, có thể xem thấu bản chất của sự vật, dù nguyên thần của đối phương óng ánh sáng long lanh, hạt bụi nhỏ không nhiễm, nhưng dù sao không phải là thiên đạo công pháp tu luyện ra được, phóng đại gấp mấy lần, có thể rõ ràng chứng kiến các loại lỗ khảm cùng khe rãnh vắt ngang, như là rãnh trời. Bổ đầy những hố nhỏ này, tâm ma liền không cách nào xâm nhập. Nghiên cứu một lát, Trương Huyền gật đầu. Tâm ma, kỳ thật chính là chấp niệm hoặc là khúc mắc có chút đặc thù hình thành, nếu như nguyên thần hoàn mỹ vô khuyết, không có những khe rãnh này, như trứng gà phong bế, người trước liền không cách nào đi vào. Cái gọi là củng cố nguyên thần, chính là nhồi đầy những cái hố này, để nó càng thêm tinh thuần. Cái hố không lớn, giải quyết vô cùng dễ dàng. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền đưa tay điểm tới. Mỗi điểm thoáng cái, một đoàn linh tính liền phủ kín chỗ thiếu sót, nguyên thần của hình đường chủ càng ngày càng sáng chói chói mắt. Hả, một vết nứt thật lớn. Du tẩu một vòng, đột nhiên Trương Huyền nhíu mày. Sau lưng nguyên thần của đối phương, một khe hở thật lớn xuất hiện, hầu như vắt ngang một bên, dữ tợn đáng sợ. Tuy không sâu, lại tương đương với cách trở toàn bộ nguyên thần vận chuyển. Nâng cằm, Trương Huyền trầm tư. Trước mắt cái thiếu sót này thật sự quá lớn, nhất định là nguyên thần của vị đường chủ này chịu tổn thương nặng, nếu không tuyệt đối không có khả năng có vết rách lớn như vậy. Đền bù một ít vết nứt nhỏ tương đối đơn giản, thủ đoạn ôn nhuận linh hồn của Khải Linh Sư có thể sử dụng, nhưng lớn như vậy. Làm sao làm? Một bên vào đầu, Trương Huyền một bên trầm tư. Lúc trước thấy những cái hố nhỏ kia, thủ đoạn ôn nhuận linh hồn của Khải Linh Sư, chỉ cần sử dụng, có thể lấp đầy, cái trước mắt này. Như là hạp cốc, thủ đoạn bình thường khẳng định không dùng được. Giống như tô tường, hố nhỏ bình thường, tùy tiện tìm một chút đồ vật, có thể lấp tốt, để ngoại nhân nhìn không ra, nhưng sụp xuống nửa bên, cần tài liệu dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi, phương pháp bình thường khẳng định không được, nếu như dùng phương pháp khải linh cho binh khí, thắp sáng khe hở này. Hẳn là có thể giải quyết. Trầm tư một chút, mắt Trương Huyền sáng rực lên. Thủ đoạn ôn nhuận bình thường khó có thể có hiệu quả. Nhưng khải linh binh khí, lúc trước mình ngay cả quái vật khổng lồ như công hội cũng thành công kích hoạt, chỉ cần ở chỗ khe hở đốt lên, khe rãnh tự nhiên sẽ bị lấp đầy. Dùng thủ pháp khải linh ôn nhuận nguyên thần, lúc trước trong thư tịch xem qua, không có ghi chép, nhưng khổng sư không phải khuyên hắn sao? Phải sáng tạo cái mới. Không nên bảo thủ không chịu thay đổi. Hiện tại đúng là thời điểm sáng tạo cái mới, có lẽ có thể đơn giản lấp đầy khe rãnh, khiến thực lực của vị hình đường chủ này tăng nhiều. Thành công thông qua tâm ma khảo hạch, do đó giải quyết tai họa ngầm trước mắt. Tin khổng sư, khẳng định không sai. Hài lòng nhẹ gật đầu, Trương Huyền dựa theo lý giải của mình đối với chức nghiệp khải linh sư, cân nhắc một phen. Làm như vậy, cũng có thiếu sót nhất định, bất quá sẽ không ảnh hưởng căn bản. Cái gọi là thiếu sót, là sau khi đốt linh tính, sẽ có ý thức của mình, giống như công hội lúc trước, không bị khống chế. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, tương đối phiền toái, với hắn mà nói, vấn đề không lớn, sau khi đốt, cùng lắm thì trực tiếp gạt bỏ ý thức mới xuất hiện này là được. Tu luyện giả bình thường gạt bỏ ý thức, khẳng định phải trải qua các loại chiến đấu, gây chuyện không tốt còn sẽ làm bị thương đến nguyên thần của đối phương, thân là vu hồn sư cùng độc sư, có vô số thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Cứ làm như thế, lại cân nhắc mấy lần, phát hiện con đường của mình, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, ý thức trở về. Ngẩng đầu nhìn Lưu điện chủ cách đó không xa, dặn dò một tiếng. Làm phiền Lưu đường chủ tọa trấn cho chúng ta, tận lực đừng cho người quấy rầy. Yên tâm đi. Lưu điện chủ gật đầu. Bàn giao xong, Trương Huyền hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, ý niệm theo hào quang lần nữa đi vào thức hải đối phương, thời gian nháy con mắt đi vào khe hở, ánh mắt ngưng trọng, điểm tới. Vù vù. Trong cái khe đen kịt, lập tức bị hào quang chiếu sáng. Bất quá, đốt linh tính quá nhỏ, còn chưa đủ để nhồi vào, Trương Huyền bắt chước làm theo, liên tục đốt lên 8 ngọn lửa, lúc này mới bao phủ cả vết nứt. Làm xong những thứ này, Trương Huyền cũng cực kỳ mỏi mệt. Lúc trước liên tục đốt lên cho công hội 32 ngọn lửa, hiện tại lại đốt 8 đoàn. Tương đương hôm nay liên tục thi triển 40 lần Khải Linh Sư. Khải Linh Sư, thi triển 3 lượt sẽ kiệt sức, cần nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày, hắn một hơi thi triển 40 lần. Cũng đến cực hạn. Xóa đi ý niệm mới đốt. Tuy mỏi mệt, nhưng biết không phải là lúc nghỉ ngơi, cố nén trong đầu mê muội, Trương Huyền đi vào trước mặt khe hở. Xóa đi ý niệm mới đốt, nếu không hai ý thức xung đột,
sẽ để cho hình đường chủ khổ không thể tả. Chương 2080, một vết nứt thật lớn 2. Bàn tay khẽ đảo, lòng bàn tay hào quang lập lòe, đang định xuất thủ, chợt nghe đại môn ầm ầm bị người mở ra, một tiếng lo lắng vang lên. Hình đường chủ, không tốt. Nguy rồi. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy nguyên thần cực lớn trước mắt mãnh liệt thắp sáng, thân thể của mình chấn động, bị bắn ra ngoài. Hình đường chủ ở dưới thanh âm này la lên, từ trạng thái nhập định tỉnh táo lại, ý niệm của hắn thuộc về đồ vật bên ngoài cơ thể, tự nhiên rút cuộc chờ không được. Đương nhiên, nếu như hắn vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, loại ý thức chủ động bảo hộ này của đối phương, còn có thể chống chọi, mà bây giờ, bại liệt như bùn, căn bản không chịu nổi. Ý thức trở về nhục thân, mở to mắt, sau đó chứng kiến một lão giả đi vào cách đó không xa, Lưu điện chủ đang cùng hắn nói cái gì đó, hẳn là bàn giao, đường chủ trước mắt không thể quấy nhiễu. Ngụy điện chủ, làm sao vậy? Tỉnh táo lại, hình đường chủ nhìn sang. Đường chủ, Thối công điện Ngô điện chủ cũng rời chiến sư đường, đi huyền. Nơi đó, Ngụy điện chủ vội vàng ôm quyền. Bởi vì có người ngoài, hắn không dám nói tên Huyền Huyền hội ra. Nếu không để ngoại nhân biết rõ đường đường chiến sư đường điện chủ cũng cùng người ta học nghệ, nhất định sẽ chê cười chết. Còn là đi. Sắc mặt hình đường chủ xanh mét. Còn cho là điện chủ ít nhất sẽ rụt rè một ít, không nghĩ tới cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới rồi. Một hồi phiền muộn khiến hắn sắp thổ huyết. Ngươi, không có sao chứ? Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy tôn sư giúp hắn Khải Linh, tràn đầy lo lắng nhìn qua. Không có việc gì. Còn không có cảm tạ tôn sư giúp ta Khải Linh, hiện tại ta cảm giác thực lực gia tăng lên rất nhiều, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hình đường chủ mỉm cười. Đối phương không hổ là Khải Linh đại tông sư, thủ đoạn đáng sợ, chỉ giúp mình vững chắc nguyên thần một lát, đã cảm thấy cường đại không biết bao nhiêu, lực lượng 10 phần. Hiện tại hắn tựa hồ cảm thấy, coi như là trùng kích xuất khiếu kiếp, cũng khẳng định có thể thành công vượt qua. Không có việc gì là tốt rồi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều, tuy chỗ khe hở hắn dùng phương pháp Khải Linh lấp đầy, nhưng dù sao chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nguyên thần của hình đường chủ cường đại như thế chân áp xuống, hẳn là lật không nổi bọt nước, rất nhanh sẽ bị đồng hóa. Lưu điện chủ, mở ra trận pháp, ta muốn đi tới. Cảm tạ tôn cường Khải Linh sư một câu, hình đường chủ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Chiến sư đường tổng cộng chỉ có 10 vị đường chủ, hiện tại đã có 5 vị bị người Huyền Huyền hội mê hoặc. Tự động gia nhập đối phương, mặc dù chỉ là đi học tập kỹ xảo chiến đấu, không tính phản bội, nhưng truyền đi, chiến sư đường bọn hắn cũng danh dự tổn hao nhiều, không dễ nghe a. Nhất định phải mau chóng ngăn cản chuyện này tiếp tục phát sinh. Tốt, biết rõ sự tình sốt ruột, Liều điện chủ cũng không khuyên giải, ra khỏi phòng, đi vào một đại điện, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hào quang lập tức chiếu rọi ra, một thông đạo cho phép một người ra vào xuất hiện ở trước mắt. Tốt. Ta tiến vào. Dặn dò một tiếng, hình đường chủ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Chỉ sợ còn làm phiền tôn sư chờ lâu một lát, nếu như lần này không thể thành công, có thể còn cần ngươi hỗ trợ. Ân. Trương Huyền gật đầu. Hình đường chủ nhấc chân đi vào. Thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cũng không có gì có thể che lấp, ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện, khôi phục tiêu hao. Công pháp Khải Linh sư vận chuyển trong người ít nhất 10 chu thiên, lúc này mới cảm thấy thư thái rất nhiều, mở to mắt, chỉ thấy Lưu điện chủ đứng ở trước thông đạo, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn vào trong, trên mặt tràn đầy sốt ruột. Làm sao vậy? Đứng người lên, đi vào trước mặt. Đã đi vào một canh giờ, đường chủ còn chưa đi ra. Ta sợ xảy ra vấn đề. Lưu điện chủ nói. Còn chưa đi ra. Trương Huyền nhíu mày. Vừa rồi khôi phục thể lực. Cũng không biết thời gian, hiện tại tính toán thoáng cái, hoàn toàn chính xác đã qua hơn một canh giờ. Lâu như vậy, mặc kệ thông qua hay không, hẳn là cũng có kết quả, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Đúng vậy. Lưu điện chủ tràn đầy sốt ruột. Dựa theo tình huống bình thường, mặc kệ thông qua hay không thông qua, hẳn cũng sẽ cho ta cái tin tức, hiện tại một chút tin tức cũng không có. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thông đạo có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau đó liền chứng kiến một bóng người đi ra. Ngươi là, đường chủ, ngươi làm sao vậy? Thấy rõ bóng người, khóe miệng của Lưu điện chủ co lại, thân thể cứng đờ, ngu si tại nguyên chỗ. Đi đến trước mặt của Trương Huyền cũng tối đen, thiếu chút nữa ngất đi.
Đây là cái quỷ gì vậy? Chương 2081, hình đường chủ được ăn 1. Chỉ thấy người trước mắt này, mặt đầy bao lớn, từng cái đều như bướu thịt, trên đầu còn đứng thẳng một cây thịt màu đỏ, thẳng tắp dựng thẳng lên, dài hơn nửa thước, giống như cái cây xương rồng di động. Nếu không phải dung mạo không có biến hóa quá lớn, thực hoài nghi vị này là tâm ma từ đâu trốn tới. Bộ dáng thật sự quá quái dị. Chẳng phải sông tâm ma thông đạo sao? Như thế nào giống như vừa bị người đánh, biến thành bộ dạng này? Đường chủ. Lưu điện chủ vội vàng tiến lên đón, vẻ mặt tràn đầy bi thống. Coi như không thông qua, cũng không nên tự mình hại mình như vậy a. Tâm ma thông đạo, là khảo nghiệm nội tâm, khảo nghiệm linh hồn, đối với nhục thân không có ảnh hưởng quá lớn, đường chủ vừa xuất hiện, bộ dáng như vậy. Có phải cảm thấy không có thông qua, có chút nghĩ không ra, thương tâm tự mình hại mình hay không? Ngươi, hình đường chủ thiếu chút nữa ngất đi, tức giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền cách đó không xa, chỉ vào mình, biểu lộ muốn khóc. Tôn sư, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì sao? Ta làm sao biết? Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình, Trương Huyền sững sờ. Ngươi thật không biết. Hình đường chủ xoay người sang chỗ khác. Nhìn sang, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thiếu chút nữa thổ huyết. Chỉ thấy trên mông đít đối phương, còn có một cái nụ hoa, đỏ tươi ướt át. Trên mông đít mọc hoa, trên đầu dài cây xương rồng. Trương Huyền vào đầu, không rõ ràng đối phương đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, khóe miệng run rẩy. Chẳng lẽ, vừa rồi mở cho hắn không phải là linh tính binh khí, mà là thực vật sao? Khải linh cho vật phẩm. Có thể chia làm khải linh cho binh khí cùng khải linh thực vật. Thực vật linh tính có thể sinh trưởng tốt hơn, cành lá càng rậm rạp, một khi tử vong, vô cùng có khả năng toàn bộ thảm thực vật đều héo rũ, tùy thời mất đi sinh mệnh lực. Không ít dược liệu thánh vực đều như thế. Thật giống như thánh vực bồ đề thụ lúc trước, linh tính ngủ say, bề ngoài nhìn lên, tựa như tử vong, làm hại ngọc thần thanh bệ hạ luân phiên tìm người cứu chữa, thiếu chút nữa giết chết đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy. Làm sao chăm sóc linh tính, để nó sống tốt, cũng là một loại học vấn cực kỳ cao thâm, đáng giá không ít người nghiên cứu cả đời. Không sai, ta rõ ràng dùng thủ pháp khải linh binh khí. Trương Huyền nhíu mày. Ở trong khe nguyên thần của đối phương, dùng rõ ràng là thủ đoạn khải linh binh khí, không phải thực vật. Như thế nào đột nhiên biến thành thực vật linh tính rồi hả? Đang trầm tư, chỉ thấy nụ hoa chậm rãi mở ra, tản mát ra mùi vị làm cho người không dám lấy lòng. Ngay sau đó cây xương rồng ở trên đầu cũng bắt đầu nở hoa, sinh trưởng bừa bãi, thời gian qua một lát, lại dài một đống lớn, treo ở trên đầu, khiến cả người hình đường chủ thoạt nhìn như con tuần lộc. Vẫn còn liên tục sinh trưởng, là thực vật linh tính không thể nghi ngờ. Ta hiểu được. Khóe miệng co lại, đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Tuy ta dùng là thủ pháp khải linh binh khí, nhưng thân thể hắn tràn ngập sinh cơ, hiệu quả giống như khải linh thực vật. Bởi vậy, trực tiếp thành thực vật linh tính, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng này. Hắn dùng thủ pháp không sai, nhưng ở trong cơ thể nhân loại khải linh, cùng khải linh công hội là hai chuyện khác nhau. Công hội là tử vật, trước lúc khải linh một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có, mà nguyên thần của hình đường chủ sức sống tràn trề, so với thảm thực vật sinh trưởng sinh cơ còn nồng đậm, một khi có linh tính, tự nhiên lập tức sinh trưởng tốt. Trên đầu có cây xương rồng, sau lưng có đóa hoa. Ai cũng không biết ta có bao nhiêu bí mật. Khục khục. Biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, Trương Huyền lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên thần của hình đường chủ cường đại, vừa mới bắt đầu có thể nhẹ nhõm áp chế thực vật linh tính, khiến nó không phát sinh biến hóa, đi vào tâm ma thông đạo, chịu công kích, tâm linh thất thủ, lập tức không chịu nổi, lúc này mới xuất hiện cục diện khó có thể khống chế như thế. Chỉ là, cái thực vật này rút cuộc là cái gì? Thoạt nhìn không giống như cây xương rồng. Đóa hoa sau lưng cũng không nhận ra được. Ai, khổng sư cũng không đáng tin cậy a. Hắn chính là dựa theo đối phương nói, không dùng kinh nghiệm của tiền nhân, đi con đường của mình, kết quả, đường còn chưa đi, liền gây ra loại sự tình này. Sặc sặc, sặc sặc. Đang cảm khái, chỉ thấy cây xương rồng cũng nở đầy hoa, chỉ chốc lát kết đầy trái cây lớn như quả táo, đỏ tươi ướt át. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhìn mình bắt đầu kết quả. Hình đường chủ sắp khóc, vội vã nhìn Tôn Cường. Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là gia hỏa này khải linh cho mình xuất hiện vấn đề. Nếu không, trước kia sao không ra hoa, không kết quả.
hết lần này tới lần khác hôm nay bắt đầu. Khục khục, đoán chừng là ngươi ăn cái đồ vật gì không sạch sẽ à, được rồi, ta giúp ngươi nhìn xem, có thể giải quyết hay không. Biết rõ một khi thừa nhận là mình sai lầm, nhất định sẽ bị đối phương đánh chết ngay tại chỗ, Trương Huyền mặt không đỏ hơi không gấp, mở miệng nói. Kỳ thật cũng không trách hắn, vốn nghĩ rằng để nguyên thần của đối phương càng viên mãn, cường đại một ít, ai ngờ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ làm ra sự tình như vậy. Đường đường chiến sư đường đường chủ, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng sắp xếp cao nhất, đầu mọc cây xương rồng, cùng với trái cây thơm ngào ngạt, trên mông đít tràn đầy hoa tươi. Truyền đi, đoán chừng sẽ lập tức khiến người ta cười đến rụng răng. Ăn bậy. Hình đường chủ biết rõ hiện tại xoắn suýt những thứ này vô dụng, đành phải mở miệng. Kính xin tôn sư mau chóng giải quyết giúp ta. Tốt. Ngồi dưới đất, Trương Huyền thi triển năng lực khải linh sư, ý niệm khẽ động, lần nữa đi vào thức hải của đối phương. Quen việc dễ làm, đi vào trước mặt khe hở, nhìn thoáng qua, Trương Huyền kìm lòng không được ngẩn ngơ. Chỉ thấy khe hở vừa rồi, lúc này đã hoàn toàn lấp đầy, giống như trải qua một canh giờ, hình đường chủ đã cùng thực vật linh tính hoàn mỹ dung hợp. Chương 2082, hình đường chủ được ăn 2. Cái này, lông mi nhảy dựng, khóe miệng của Trương Huyền co giật. Nguyên thần của hình đường chủ quá cường đại. Nguyên thần người khác, cho dù có thực vật linh tính ở trong thức hải của mình, khẳng định cũng sẽ bài xích, ra hỏa này thì ngược lại, trực tiếp nghiền ép, một canh giờ liền hoàn toàn dung hợp. Vốn chỉ cần đi vào trước mặt khe hở, gạt bỏ linh tính này có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hiện tại đã dung hợp, làm sao giết. Thật muốn giết, đoán chừng hình đường chủ cũng cúp máy. Đoán chừng là tâm ma quấy rối, khiến hắn trong lúc vô tình dung hợp. Sớm biết loại tình huống này, thì nên ngăn cản đối phương đi vào tâm ma thông đạo, cái này tốt rồi. Đầu đầy cây xương rồng, trái cây, mông nở hoa, giải quyết như thế nào? Thực vật linh tính, không có tính công kích, dung hợp vào nguyên thần, ngoại nhân bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu diệt. Tinh thần rời khỏi thức hải của đối phương, Trương Huyền lo lắng. Thực vật linh tính không có tính công kích, không ít người sẽ dùng bí pháp đặc thù thôn phệ, dùng để gia tăng nguyên thần cùng linh hồn của mình. Tuy hình đường chủ không có tu luyện qua loại bí pháp này, nhưng bản thân quá mạnh mẽ, rất nhanh liền dung hợp linh tính, như vậy nguyên thần là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thực vật linh tính không có bị gạt bỏ, liền hòa hợp vào, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại biến cố. Người sau đã nhận được sinh mệnh lực cường đại như thế bổ dưỡng, vượt xa thực vật không biết bao nhiêu lần, tự nhiên hưng phấn mà liên tục sinh trưởng. Trong lòng suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây xương rồng trên đầu hình đường chủ càng cao lớn. Nhất là hoa trên mông đít, nở càng thêm kiểu diễm, từ xa nhìn lại, cả người tựa như biến thành một cây thực vật cực lớn, yên tĩnh dừng lại ở tại chỗ. Nhất là trái cây, càng kết càng nhiều, tựa như núi táo. Tôn sư có biện pháp giải quyết không? Thấy hắn lần nữa đi vào thức hải của mình, hình đường chủ vội vàng nhìn qua. Cụ thể nguyên nhân đã tìm được, giải quyết như thế nào, còn phải cho ta suy nghĩ. Tràn đầy lúng túng. Cái này gọi là chuyện gì? Giúp người ta thoải mái nguyên thần, kết quả, giúp ra tai họa, thật sự có chút ngại ngùng. Tìm được nguyên nhân là tốt rồi. Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra. Tuy tình huống trước mắt tương đối hố người, nhưng tổng so với tìm không thấy nguyên nhân mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không, một mực để hắn treo lên cái đồ chơi này đi ra ngoài, còn không bằng một đao giết chết. Đang cảm khái, chỉ thấy cửa phòng két, một tiếng mở ra, ngụy điện chủ đi nhanh tới, đi vào trước mặt. Nhịn không được sửng sốt. Cây này thật kỳ quái. Nói xong còn hái một quả nhai rau ráu, có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu điện chủ cùng Trương Huyền. Đường chủ còn chưa đi ra sao? Đã hơn một canh giờ rồi. Hình đường chủ. Lưu điện chủ. Trương Huyền. Ta đã sớm đi ra. Hàm răng cắn khanh khách, hình đường chủ tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Bị người xem như thực vật thì thôi, mấu chốt còn bị ăn. Đường chủ. Lúc này ngụy điện chủ mới phát hiện, cái kia không ngờ là đường chủ, đồ vật đặt ở trong miệng cũng quên nhai, ngu si tại nguyên chỗ. Khục khục, tôn sư, người mau mau nghĩ biện pháp để hắn khôi phục đi. Nếu không, loại tình huống này, đừng nói hóa giải nguy cơ, ta sợ gặp người cũng khó khăn. Lưu điện chủ vội vàng nói. Loại tình huống này của hắn, là thực vật linh tính dung nhập nguyên thần, phương pháp giải quyết duy nhất. Là để cho hắn tu luyện công pháp tiêu diệt thực vật linh tính, chỉ có mài diệt, mới có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm. Trương Huyền nói,
linh tính trong nguyên thần bất diệt, đối phương sẽ một mực như vậy, thủ đoạn khác vô dụng. Tôn sư có công pháp này không? Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi. Ta, không có. Trương Huyền vò đầu. Khải linh sư công hội, chú ý chính là khải linh vạn vật, ân cần săn sóc linh hồn, không có công pháp gạt bỏ linh tính, bởi vậy, mặc dù hắn biết phương pháp, nhưng không có công pháp đối ứng giải quyết. Hình đường chủ nhoáng một cái. Chẳng lẽ, ta phải một mực treo lên thứ này đi ra ngoài? Thế thì không cần, hiện tại có biện pháp, có thể trị phần ngọn, trong thời gian ngắn cho ngươi khôi phục bình thường. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Dùng đao cắt đứt những thứ này, sau đó ta phối chút độc dược ăn vào, giảm xuống sinh cơ trong cơ thể, như vậy tu vi cũng sẽ bị hạn chế. Nói cách khác, dùng dược vật, những thực vật này sẽ không giải ra nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là, không nên dùng tu vi, nếu không dùng càng nhiều lực lượng, sẽ lớn lên càng nhanh. Dùng độc dược. Hình đường chủ nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không được run run. Chỉ bảo ngươi khải linh, liền biến ta thành dạng này, thật muốn phối chế độc dược cho ta ăn, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tràn đầy xoắn xuýt, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Ngươi biết phối chế độc dược, chẳng lẽ là một vị độc sư? Chương 2083, màu sắc thật đậm một. Độc sư cấp bậc càng cao, càng bị người kiêng kỵ, nguyên nhân chính là như thế, một ít độc sư học đồ thấp nhất, cho thấy thân phận, ngược lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà độc sư có thể phối chế dược vật ảnh hưởng nửa bước xuất khiếu cảnh, cấp bậc có thể nói đáng sợ. Ít nhất cũng phải đạt tới thất tinh đỉnh phong. Ta là một y sư, am hiểu sâu dược lý, có thể căn cứ dược tính, phỏng đoán ra phương thuốc. Trương Huyền mặt không đỏ nói. Độc sư là đánh chết cũng không thể thừa nhận, huống chi đối phương là chiến sư đường đường chủ ghét ác như cừu. Vẫn là được rồi. Hình đường chủ lắc đầu. Mặc dù y sư đối với dược lý biết rất nhiều, nhưng cùng độc sư chênh lệch một chức nghiệp, độc, mỗi một loại dược liệu phối hợp, thậm chí hỏa hầu nắm giữ hơi chút không đúng, sẽ dẫn đến thuộc tính đại biến, không phải là đơn giản nắm giữ dược lý, có thể phỏng đoán cùng phối trí. Nếu không từng y sư đều có thể làm độc sư, chức nghiệp độc sư cũng không còn ý nghĩa. Hắn cũng không muốn dùng mạng của mình, lấy ra để đối phương thí nghiệm. Mấu chốt vẫn chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Ngoại trừ hai thứ này, không có biện pháp nào khác rồi hả? Lưu điện chủ nhìn không được nói. Một loại không thực hiện được, một loại tùy thời chết. Vốn nghĩ rằng đường chủ tìm được khải linh sư cao minh, để cho thực lực bạo tăng, ai ngờ thực lực chẳng những không có tăng, còn sắp bị chơi phế. Có cần hãm hại như vậy hay không? Kỳ thật, còn có một biện pháp, nhưng các ngươi chưa hẳn có thể đáp ứng. Dừng lại một lát, Trương Huyền nói. Nói nghe một chút. Rất đơn giản, rộng mở nguyên thần của ngươi, để cho ta đi vào dò xét, tìm được thực vật linh tính dung hợp, sau đó gạt bỏ. Trương Huyền nói. Ba đại chiến sư liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc xuống. Rộng mở nguyên thần, chẳng khác nào triệt để mất đi phòng ngự, một khi đối phương có ý khác, hoàn toàn có thể nhất niệm gạt bỏ. Cái này, làm không được. Hình đường chủ lắc đầu. Coi như là Lưu điện chủ, cũng khó có khả năng triệt để rộng mở nguyên thần, huống chi một người lạ lẫm không đáng tin cậy. Vậy không có biện pháp nào khác, trừ khi. Trong lòng lần nữa khẽ động, Trương Huyền lại nghĩ tới một loại khả năng, bất quá còn chưa nói ra miệng, liền lắc đầu. Cái gì? Trừ khi, ta phối trí ra một ít độc dược độc sát linh tính thực vật, người nghĩ biện pháp hút vào nguyên thần, đương nhiên. Có thể thành công hay không, chỉ có thể nhiều lần thí nghiệm. Trương Huyền nói tiếp, bằng vào hắn lý giải đối với độc, cũng có thể thực hiện, chỉ là trên đầu đối phương mọc cây xương rồng, lại kết quả, trên mông còn nở hoa. Thuộc về loại linh tính thực vật nào, còn không dễ xác nhận, nhất định phải cẩn thận thí nghiệm nhiều loại dược vật mới được. Càng không được, khóe miệng co quắp, hình đường chủ nhoáng một cái. Có thể độc sát thực vật linh tính, gây chuyện không tốt cũng có thể độc sát nguyên thần của hắn, ngươi còn muốn thí nghiệm. Đây là sợ chơi không chết ta sao? Chỉ có những biện pháp này, mặt khác không còn. Trương Huyền lắc đầu. Chân tâm không trách hắn, nếu không phải Ngụy Điện chủ xông tới, cắt đứt hắn gạt bỏ linh tính, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể nói trùng hợp. Hình đường chủ trầm mặc. Hắn cũng biết, đối phương là tận tâm giúp hắn, xuất hiện đủ loại biến cố, nhất định là ai cũng không muốn thấy, nhưng cái này mấy loại phương pháp giải quyết, thật không cách nào làm được. Tôn sư, để ta suy nghĩ một chút, đúng rồi,
ngươi không phải là muốn thử xem tâm ma thông đạo, thuận tiện rèn luyện tâm cảnh của mình sao? Không bằng hiện tại tới đi. Chần chừ một chút, hình đường chủ đột nhiên mở miệng. Hả? Trương Huyền nháy mắt. Vị trước mắt này suy nghĩ nhảy quá nhanh đi. Đang thương nghị như thế nào cứu hắn, liền trực tiếp mở miệng, muốn mình thử xem tâm ma thông đạo. Yên tâm đi, mục đích chủ yếu của tâm điện tâm ma là vì khảo hạch, ma luyện, nếu như cảm thấy không chịu nổi, nhận thua có thể đào thoát, sẽ không đưa người vào chỗ chết. Còn tưởng rằng hắn sợ hãi, hình đường chủ cười cười. Nụ cười này, cây xương rồng trên đầu loạn chiến, trái cây tùy thời rơi xuống, nhìn không tới chút thành ý, ngược lại khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Ta đi thử xem. Trương Huyền gật đầu. Tình huống hiện tại của đối phương, cần tỉnh táo suy nghĩ một chút, nên lựa chọn như thế nào, không phải mình có thể hỗ trợ, như vậy, không bằng đi thử tâm ma thông đạo một chút, mà luyện tâm cảnh của mình, có lẽ bởi vậy có thể có được dẫn dắt, tìm được phương pháp giải quyết tốt hơn. Ân, Lưu Điện Chủ, hỗ trợ mở ra tâm ma thông đạo. Hình đường chủ gật đầu. Cái này, Lưu Điện Chủ nhíu mày, một lát sau vẫn gật đầu. Chương 2084, màu sắc thật đậm 2. Tốt, nói xong, đi vào trước mặt thông đạo cách đó không xa, bàn tay nhấn một cái, thông đạo xuất hiện lần nữa. Trương Huyền cùng mọi người nhẹ gật đầu, đi vào, thời gian qua một lát, biến mất ở trước mặt. Đường chủ, vị tôn sư này, không phải người chiến sư đường chúng ta, vì sao cho hắn đi vào tâm ma thông đạo? Mấu chốt nhất là, cái này còn dính dáng truyền thừa cao nhất của tâm điện. Trương Huyền vừa biến mất, Lưu Điện Chủ liền không nhịn được nói. Tâm ma thông đạo này, cũng không phải chiến sư bình thường dùng ma luyện tâm cảnh, mà là điện chủ, đường chủ mới có tư chất đi vào, trong đó ẩn chứa truyền thừa cao thâm nhất của tâm điện, đường chủ trực tiếp cho một ngoại nhân đi vào. Đến cùng muốn làm gì? Yên tâm đi, truyền thừa cao nhất của tâm ma điện, chỉ có thông qua hết thảy tâm ma khảo hạch mới có thể đạt được, loại thực lực như ta, còn không cách nào hoàn thành, hắn một thánh vực nhất trọng. Làm sao có thể thành công? Hình đường chủ lắc đầu. Cái này, ngược lại cũng phải. Lưu điện chủ vò đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, đã quên chuyện này. Truyền thừa cao nhất của tâm điện, các thời kỳ chiến sư đường đường chủ, trong trăm không có một, một khải linh sư nho nhỏ, muốn thông qua, tự nhiên càng không thể. Sự tình truyền thừa cao nhất không cần lo nhiều, tình huống hiện tại, các ngươi cũng rõ ràng, ta phải mau chóng giải quyết tai họa ngầm trên thân. Mới có thể đối phó Huyền Huyền hội kia, nghênh đón chiến sư đường khác khiêu chiến. Vì vậy, ta tính toán, để ý niệm của hắn đi vào nguyên thần của ta. Không đi xoắn suýt vấn đề này, thần sắc của hình đường chủ ngưng trọng nói. Đi vào nguyên thần, đường chủ, người nên nghĩ trước mà làm sao. Hai vị điện chủ Lưu, Ngụy hoảng sợ, vội vàng khuyên can. Rộng mở nguyên thần, để ý niệm của ngoại nhân đi vào, cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận. Sẽ hồn phi phách tán, loại sự tình này ngàn vạn không thể mạo hiểm. Không cần khuyên, ta cũng biết nguy hiểm, bởi vậy để hắn đi vào thông đạo. Một khi lòng mang ý xấu, tâm ma sẽ sinh sôi, càng ngày càng lớn mạnh, do đó lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó, không cần ta xuất thủ, cũng sẽ bị trừng phạt, thậm chí tử vong, nếu tâm hắn trong sáng vô tư, tâm ma không cách nào tổn thương, để ý niệm đi vào nguyên thần của ta tự nhiên không có nguy hiểm, sao không mạo hiểm thử một lần. Hình đường chủ nói, cái này, hai người dừng lại, tâm ma, là xấu xí trong nội tâm người biến ảo, gia hỏa này thật muốn mưu đồ làm loạn, muốn hại người, tâm ma thông đạo thật giống như kính chiếu yêu, có thể nhẹ nhõm soi sáng ra, để hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu như lòng mang nhân từ, để hắn nhìn trộm nguyên thần của mình, cũng không coi vào đâu. Thành đại sự, phải có lấy hay bỏ, kỳ thật đám người Trần Trúc Thanh, Diêm Thanh Hải, Lục Phương Thu nguyện ý gia nhập Huyền Huyền hội. Ta cũng không trách bọn họ, ngược lại có chút bội phục. Thấy hai người do dự, hai tay chắp sau lưng, hình đường chủ giống như cây xương rồng ương ngạnh sinh tồn trong sa mạc. Bội phục. Hai vị điện chủ bội phục không thôi. Đổi lại bọn họ là đường chủ, những điện chủ kia không để ý uy nghiêm của chiến sư đường, gia nhập một tổ chức từ thâm sơn cùng cốc tới, khẳng định đã sớm tức điên rồi. Đúng vậy, chiến sư là một chi nhánh trong danh sư đường, tương đương với quân đội đế quốc. Quân đội cần chính là cái gì? Tự nhiên là sức chiến đấu. Chỉ cần có thể khiến sức chiến đấu tăng lên, cùng dị linh tộc chiến đấu, triển khai tác dụng tốt hơn, mặt khác vô luận làm cái gì, cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ, không ảnh hưởng chút nào. Đây là năm đó tổ sư khai phái nói, cổ
cũng là luật thép mà chiến sư chúng ta tuân thủ. Hình đường chủ nói. Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ gật đầu. Đại lục luôn biết ý nghĩa của chiến sư, là chiến đấu. Chỉ cần có đầy đủ sức chiến đấu, hơn nữa không trái ngược chuẩn tắc của danh sư, sự tình khác, phụ trợ mà thôi, không coi vào đâu. Những người huyền huyền hội kia, mặc dù chỉ từ địa phương nhỏ tới, nhưng lý giải đối với chiến đấu, hoàn toàn chính xác vượt qua bọn hắn, dĩ nhiên đạt tới tình trạng hóa phức tạp thành đơn giản, học tập bọn họ, có thể khiến chiến lực tăng nhiều, sao lại không làm. Khổng sư còn không ngại học hỏi kẻ dưới, truyền lưu thiên cổ. Học tập người tu vi thấp, tuổi nhỏ hơn mình, chẳng những không mất mặt, ngược lại còn tìm được thanh danh hiếu học, đổi lại ai cũng làm ra lựa chọn. Bọn hắn không để ý tôn nghiêm của cường giả nguyên thần cảnh, trực tiếp thỉnh giáo, nói rõ bọn hắn khát vọng đối với thực lực, kỳ thật là chuyện tốt. Sở dĩ ta khuyên can, là không muốn chiến sư đường biến thành huyền huyền hội, trở thành đối tượng ngoại giới cười nhạo mà thôi. Hình đường chủ nói tiếp. Ân, hai người hiểu được. Tốt rồi, xem tôn cường này, đến cùng có phải người lòng dạ khó lường hay không? Nếu quả thật có sát ý, hẳn là rất nhanh sẽ hiển lộ. Giải thích xong, hình đường chủ nhìn về phía thông đạo cách đó không xa. Tâm ma thông đạo, có thể điều tra nội tâm, nếu như gia hỏa này thật sự có sát ý, có mưu đồ, ở chỗ này hoàn toàn có thể nhìn ra. Nhẹ gật đầu, bàn tay của Liêu điện chủ nhẹ nhàng xoa nhẹ mặt tường. Dầm ào ào. Mặt tường lập tức biến thành trong suốt, tựa như ngọc chất. Cái tường ngọc này, có thể kiểm tra đo lường ra số lượng tâm ma bên trong, tâm tư càng nhiều, bản chất càng hỏng, đi vào thông đạo, tâm ma diễn sinh số lượng cũng càng nhiều. Chiến sư chúng ta, vì chiến đấu mà sinh, tâm cảnh đơn thuần, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ sinh sôi vài tâm ma. Tựa như vừa rồi đường chủ đi vào, tâm cảnh mượt mà, chỉ xuất hiện ba con, vách tường hiện lên màu sáng. Nhìn về phía vách tường trước mắt, Liêu đường chủ cười giải thích. Danh sư cũng chỉ hơn 10, vách tường như cũ là màu sáng. Chỉ có những ác đồ, có hơn 10 tâm ma, màu sắc mới có thể tối đen. Loại người này, trên tay từng cái đều có không biết bao nhiêu tính mạng, chết chưa hết tội. Hiện tại Tôn Cường đi vào thông đạo, nếu như vách tường một mực là màu sáng, nói rõ làm người chính trực, không cần lo lắng, đường chủ hoàn toàn có thể rộng mở nguyên thần với hắn. Nếu biến thành màu đen, khẳng định mưu đồ làm loạn, vừa ra có thể chém giết. Ánh mắt của Liêu điện chủ lóe lên. Ân, hình đường chủ cùng Ngụy điện chủ cũng biết những thứ này, đồng thời nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy vách tường trước mắt hào quang lập lòe, thời gian nháy con mắt trở nên đen xì như mực. Màu sắc thật đậm, cái này, vượt qua 100 tâm ma. Ánh mắt của Liêu điện chủ phát lạnh. Chương 2085, Tàng hư báo thủ 1. Không chỉ hắn như vậy, hình đường chủ, Ngụy điện chủ cũng từng cái ánh mắt nheo lại, sát cơ sôi trào. Bọn hắn gặp qua màu sắc đậm, nhưng chưa bao giờ thấy đậm như vậy, đủ thành nước mực rồi. Đây cũng không phải gian ác, mà là đại gian đại ác, tội ác tày trời. Không nghĩ tới Tôn Cường kia, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, nội tâm lại âm hiểm, đáng sợ như thế. May mắn lúc trước đường chủ không có đáp ứng, mà để hắn đi vào tâm ma thông đạo. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tràn đầy phẫn nộ, đồng thời Liêu điện chủ cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi đường chủ đáp ứng rộng mở nguyên thần cho gia hỏa này, chỉ sợ hiện tại đã ngộ hại. Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ, các ngươi chuẩn bị một chút, một khi gia hỏa này đi ra, liền trực tiếp động thủ, không lưu người sống. Ánh mắt lóe lên, hình đường chủ nói. Vâng. Hai vị điện chủ đồng thời gật đầu. Trương Huyền đi vào thông đạo. Dường như trong nháy mắt đi vào một không gian khác. Trên đầu vô số dạ minh châu bắn ra hào quang, bốn phía như ban ngày. Là một gian phòng bịt kín, không có thông đạo cũng không có đường ra, trên vách tường điêu khắc đủ loại đồ án kỳ quái. Dương mắt nhìn sang, là ma quái hình thù kỳ quái, chừng 108 cái. Những ma quái này, có tay cầm kim cương sử, có cầm roi sắt, có càng lấy xương sọ làm vòng cổ, hung thần ác sát, thiên kỳ bách quái. Khiến người ta nhìn lên một cái, đã cảm thấy quỷ dị khó lường, sinh ra lo lắng. Đây là tâm ma thông đạo. Trương Huyền nhíu mày. Trung gian phòng ốc là cái bồ đoàn, chung quanh linh khí lập lòe, hẳn là có một trận pháp có thể kích hoạt. Trong lòng nghi hoặc, nhưng dưới chân không có ngừng, đi vào trước mặt bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Ô, ân. Vừa ngồi xuống, giống như kích hoạt lên cơ quan nào đó,
ma quái chung quanh phát ra hào quang ôn nhuận, tựa hồ tùy thời có thể nhảy ra giết hắn. Nguyên lai là câu thông nội tâm người, ra đời tâm ma. Cảm nhận được tia sáng chấn động, Trương Huyền hiểu được. Còn nghĩ nơi này sẽ nuôi dưỡng một ít tâm ma lợi hại gì, giống như phong thánh kiếp gặp phải, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Vô ma, ma ở trong lòng. Chỉ cần ngồi ở trên bồ đoàn, sẽ kích hoạt trận pháp bốn phía, khiến ma trong lòng triệt để hiển lộ ra. Tâm ma của ta là cái gì? Không cự tuyệt hào quang chung quanh, Trương Huyền ngược lại tràn đầy khát vọng. Hắn một đường tu luyện, dùng chính là thiên đạo công pháp, chưa bao giờ gặp được tâm ma, cũng không có trải qua vô vọng đột phá như người khác, không có tuyệt vọng khi không cách nào tiến bộ. Lúc này có loại cơ hội này, tự nhiên muốn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu tâm ma, có thể chống chọi qua hay không. Ô, ô, ân. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, linh khí bốn phía lắc lư, Trương Huyền thấy hoa mắt, như đi vào một thế giới đen kịt. Giống tình cảnh tâm kiếp lúc trước, cái thế giới này không có đầu cuối, cũng không có ánh sáng, đang kỳ quái, liền chứng kiến từng ma quỷ từ bốn phía lao qua. Bọn người kia giống như bức tranh trên vách tường, bộ dáng cổ quái, số lượng chừng mấy trăm. Như thế nào nhiều như vậy, ta sẽ có nhiều tâm ma như vậy. Trương Huyền ngẩn ngơ, vốn còn nghĩ, mình hẳn là không có tâm ma gì, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại đưa ra nhiều như vậy, cả một đống lớn. Thật muốn tuôn qua, còn không lập tức bị xé thành bột phấn. Hắn tu luyện không phải là thiên đạo công pháp, không có chút thiếu sót nào sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Không đúng, nếu như là tâm ma của ta, làm sao sẽ thanh tỉnh như vậy? Nhíu mày! Hắn trải qua tâm kiếp, biết rõ thời điểm gặp được tâm ma, tinh thần là mơ hồ, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể khiến đối phương thừa cơ xâm nhập, khó có thể dẫy dụa. Mà bây giờ, thanh tỉnh như thường, hoàn toàn bất đồng trước kia trải qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vô cùng thông minh, những cái này xác thực không phải tâm ma của ngươi, mà là của ta. Đang kỳ quái, chợt nghe đến một thanh âm tràn ngập hận ý vang lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một lão giả giữa lông mày có vết sẹo màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi đi tới. Ngươi là ai? Trương Huyền sửng sốt. Gia hỏa trước mắt này, xem xét liền biết là nhân tộc, hắn căn bản không có nhận thức, từ đâu xuất hiện a? Ta là ai? Lão giả kia sắc mặt nhăn nhó, sắp bạo tạc nổ tung. Ta chính là Tàng Hư bị phòng ở ngươi Khải Linh giết chết. Ngươi chính là Tàng Hư, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trương Huyền kỳ quái. Gia hỏa này bị công hội đập thành bánh thịt, hắn không thấy được mặt, tự nhiên không biết, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nói những tâm ma này là của hắn, đây là tình huống gì? Ta sử dụng bí pháp, nguyên thần câu cầm linh hồn của ngươi, kết quả là bị phòng ốc của ngươi giết chết. Bị dẫn dắt, một đạo ý niệm giấu ở trong cơ thể ngươi, biến thành tâm ma, nếu như ngươi không đến nơi đây, ta còn ra không được, nếu như xuất hiện, liền chờ chết đi. Tàng Hư cười lạnh. Thời điểm hắn thi triển bí pháp, bị phòng ở giết chết, nguyên thần ngay tại chỗ tán loạn, may mắn bí pháp cường đại, một đạo ý niệm biến thành tâm ma, giấu ở trong cơ thể thanh niên kia. Chương 2086, Tàng Hư báo thủ 2. Nếu Trương Huyền không độ kiếp, không chủ động triệu hoán, khẳng định cũng không cách nào xuất hiện, kết quả hắn chạy đến tâm ma thông đạo, dùng trận pháp kích hoạt tâm ma, mình sao có thể buông tha, lập tức nhảy ra ngoài, quyết định chém giết. Bản thân hắn chính là tội ác tày trời, không biết trên tay chết bao nhiêu mạng người, vừa xuất hiện, lập tức đưa tới phản ứng càng lớn, xuất hiện mấy trăm tâm ma. Xem ra trách oan công hội rồi. Trương Huyền lắc đầu. Lúc ấy trên không trung, cảm giác được linh hồn bị con muỗi đốt, không có chuyện gì, còn tưởng là ảo giác, hiện tại xem ra, nhất định là gia hỏa này làm. Khó trách phòng ở động thủ với gia hỏa này, là vì bảo vệ mình vẫn còn trách lầm đối phương, đánh cho một trận. Ngẫm lại cũng có chút hổ thẹn. Câu linh hồn của ta, ngươi là vu hồn sư. Không thèm nghĩ những thứ này nữa, Trương Huyền hỏi. Câu linh hồn. Đây là tuyệt chiêu của vu hồn sư, gia hỏa trước mắt này, có thể thi triển, chẳng lẽ là vu hồn sư? Ta không phải vu hồn sư, mà nhận được bí pháp của một vị tiền bối. Hừ, không cần nghĩ tới lôi kéo ta, chết đi. Gầm lên một tiếng, bàn tay Tàng Hư chảo một cái, dưới thân xuất hiện một cái tế đàn, hào quang bao phủ Trương Huyền, tựa hồ lôi kéo linh hồn của hắn vào tế đàn, tùy thời thôn phệ. Cái này, lực lượng lôi kéo của đối phương,
đối với Trương Huyền mà nói, không coi vào đâu, cũng không thèm để ý, mà ánh mắt rơi vào trên tế đàn, tràn đầy kỳ quái. Đây là tế đàn của dị linh tộc, tuyệt đối không sai. Gia hỏa này rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại có loại vật này? Ngươi, phản bội nhân tộc, sắc mặt ngưng tụ. Loại tình huống này, hắn cũng nhìn thấy qua, Vưu Hư liền đầu phục dị linh tộc, đã lấy được sinh mệnh càng dài lâu. Đối phương rõ ràng là nhân loại, lại lấy ra tế đàn của dị linh tộc, thì triển bí pháp của dị linh tộc, tất nhiên là phản bội. Hắc hắc, coi như ngươi thông minh, bất quá, ngươi có thể còn sống sót rồi hãy nói. Cười lạnh một tiếng, Tàng Hư dốc sức liều mạng giữ chặt hào quang, muốn kéo linh hồn Trương Huyền vào tế đàn, ai ngờ đối phương thật giống như một tòa núi cao, đã dùng hết lực lượng bú sữa mẹ, cũng không chút sức mẻ. Làm sao sẽ kéo không nhúc nhích? Tàng Hư nghiến răng. Hắn dùng chiêu này, giết chết qua không ít người, cũng có thể nhẹ nhõm kéo linh hồn vào tế đàn, như thế nào ra hỏa trước mắt này, lôi kéo không đi ra. Phản bội nhân tộc, học được loại tà thuật này, giết hại nhân loại, người thật sự chết chưa hết tội. Không để ý tới hắn la lên, Trương Huyền lắc đầu. Vốn còn nghĩ, đối phương bị phòng giết chết, có chút băn khoăn, ngại ngùng, hiện tại xem ra, chết chưa hết tội. Tuy hắn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng đối với gia hỏa phản bội nhân tộc, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bởi vì tên này, lại đánh công hội một trầu, đối với người sau mà nói, hoàn toàn chính xác không công bằng, xem ra chuyện này kết thúc, phải đi qua nói lời xin lỗi, không thể để cho đối phương bị oan. Ngươi đi ra cho ta. Bên này trong lòng cảm khái, bên kia Tàng Hư nghiến răng nghiến lợi, trên đầu gân xanh toát ra, mệt mỏi sắp tắt thở, chỉ là lôi kéo không động. Nếu như hiện tại hắn không phải tâm ma, mà là nguyên thần, khẳng định đã sớm tiến lên động thủ, đâu cần khó khăn như vậy. Có hết hay không? Thấy gia hỏa này siêng năng lôi kéo như thế, Trương Huyền có chút không vui. Cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Một mực không để ý ngươi, còn om sòm. Ta muốn ngươi chết. Tàng Hư gào thét. Tốt, linh hồn của ta đi ra. Thấy đối phương dốc sức liều mạng lôi kéo, linh hồn của mình lại không có phản ứng, đoán chừng sắp mệt chết, Trương Huyền lắc đầu. Tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể. Phần phật, hồn phách lớn chừng 10 mét, nhảy ra ngoài, theo đối phương lôi kéo bay đi. Ba chít chít, đặt mông ngồi ở trên thân Tàng Hư, thực lực vị tâm ma này trăm không còn một, giống như lúc trước bị công hội đạp, nằm dạp trên mặt đất, biến thành bánh thịt. Cái tế đàn không lớn kia, cũng ở dưới mông của Trương Huyền chia 5 xẻ 7, vỡ đến không thể nhỏ hơn. Bản thân tế đàn chính là nguyên thần của đối phương biến thành. Nguyên thần đã chết, làm sao có thể chịu đựng được hồn thể của Trương Huyền. Ta, không cam lòng. Bị ngồi thành bánh thịt, Tàng Hư cũng không tử vong, mà vẻ mặt phát mộng. Nhục thể của hắn bị một cái phòng ở giết chết, nguyên thần tan vỡ, thật vất vả một đạo ý niệm mượn nhờ bí pháp hình thành tâm ma, vốn tưởng rằng có thể tìm cơ hội nhẹ nhõm giết chết đối phương. Hiện tại cơ hội tới, kết quả bị đối phương đặt mông ngồi thành bánh thịt. Ta đến cùng trêu chọc quái vật gì a? Không cần khóc, bây giờ ngươi là tâm ma, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Tàng Hư này là tâm ma, trạng thái giống như linh hồn, đừng nói bị ngồi thành bánh thịt, coi như nghiền nát, cũng sẽ không chết. Đúng vậy, ta là tâm ma, chung quanh nơi này đều là ta đưa tới, mọi người cùng nhau giết hắn đi. Lúc này Tàng Hư mới phản ứng tới, gào thét một tiếng. Tâm ma chung quanh đều là hắn đưa tới, cộng thêm bí pháp của hắn. Vừa vặn có thể khống chế, nhiều như vậy, chỉ cần đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết đối phương. Báo thù rửa hận. Hả? Thấy tâm ma lúc trước xem náo nhiệt, chậm rãi đi tới bên này, Trương Huyền nhíu mày, đang không biết ứng đối như thế nào, chợt nghe đáy lòng có một thanh âm truyền tới. Chủ nhân, dùng tế đàn câu hồn, hình như là bí pháp độc môn của ta a. Chương 2087, thu phục tâm ma 1. Nói chuyện đúng là ngoan nhân. Của ngươi. Trương Huyền sửng sốt. Đúng vậy, loại tế đàn câu hồn này, là dùng bắt tới nguyên thần, hồn phách của danh sư, bổ dưỡng nguyên thần của mình, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Ngoan nhân lên tiếng nói. Bổ dưỡng, ý của ngươi là, gia hỏa này đầu nhập vào chính là. Một phần khác của ngươi. Trương Huyền nhíu mày. Đoán không sai, hẳn là đấy. Ngoan nhân đáp. Năm đó cùng Khổng sư đại chiến, bị chém giết bỏ mình, thi thể nổ vỡ nát. Bất quá, tu vi của hắn sớm đã đạt tới tình trạng nhỏ máu trùng sinh, tuy hóa thành bụi bặm, nhưng chỉ cần cơ duyên đủ,
như trước có thể phục sinh lần nữa, thật giống như xương ngón tay lúc trước. Sau khi phục sinh, không cách nào cảm ứng tồn tại khác, đều cảm thấy mình chính là ngoan nhân, muốn một lần nữa khôi phục thực lực, chỉ có thể lần lượt thôn phệ, bộ sưu tập những bộ phận vỡ vụn này hoàn chỉnh. Lúc trước một mực không có tin tức, không nghĩ tới, Tàng Hư muốn đến tìm phiền toái, lại có thể đầu phục một phần khác. Chủ nhân, nếu như có thể thôn phệ bộ phận này, thực lực của ta khẳng định còn sẽ tăng nhiều. Ngoan nhân tràn đầy kích động. Tốt, ta nghĩ biện pháp siêu hồn. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ ngoan nhân này đã triệt để thần phục hắn, thực lực gia tăng, đối với hắn cũng có chỗ tốt rất lớn. Cùng ngoan nhân trao đổi, chỉ là chuyện trong nháy mắt, tâm ma chung quanh ở dưới Tàng Hư la lên, đều lao qua. Tâm ma công kích không giống nhân loại, dùng không phải là chiêu số cùng lực lượng, mà là xâm nhập thức hải, chế tạo đủ loại ảo giác, khiến tinh thần người ta tan vỡ, nội tâm thất thủ. Ô, ô, ân. Tâm ma vào tới, Trương Huyền quả nhiên cảm thấy trong đầu có chút mê muội. Tàng Hư là nguyên thần cảnh đỉnh phong, tâm ma cũng cùng cấp bậc, hơn nữa số lượng quá nhiều, coi như là tâm trí hắn kiên định, một khi toàn bộ vào tới, cũng khó có thể chống chọi. Chậm đã. Biết rõ một khi bị đối phương xâm nhập trong đầu, tất nhiên tinh thần thác loạn, Trương Huyền vận chuyển thiên đạo công pháp, trợn mắt nhìn. Các ngươi là tâm ma của Tàng Hư, vì sao công kích ta? Những tâm ma này, đều là trận pháp chung quanh từ trên thân Tàng Hư dẫn xuất tới, tìm mình làm gì? Hắc hắc, hắn đã biến thành tâm ma, sao ngon bằng ngươi? Ta biết rõ ngươi muốn trùng kích tầng thứ cao hơn, muốn trở thành danh sư lợi hại hơn, chỉ cần nghe theo ta, có thể giúp ngươi thực hiện mục tiêu rất nhanh. Trên tâm cảnh của ngươi có kẽ hở, tin lời của ta, có thể khiến ngươi bổ sung chưa đủ. Các loại mê âm từ trong miệng tâm ma phát ra, khiến người ta trầm mê, rất dễ dàng mất phương hướng. Không có ý mới. Trương Huyền lắc đầu. Vốn những tâm ma này công kích tới, còn cảm thấy có chút mê muội, nghe được mấy câu mê hoặc này, nói công pháp hắn không đúng, trên tâm cảnh có kẽ hở, lập tức thanh tỉnh. Thiên đạo công pháp, là tự tin cùng dựa vào lớn nhất của hắn. Thiếu sót, nói đùa gì vậy? Thiên đạo công pháp, ngươi tới chỉ điểm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường đường tâm ma, trình độ cũng quá thấp. Tuy không biết tâm ma các ngươi như thế nào tới, nhưng nhìn hình thái cùng hồn phách có chút tương tự, các ngươi thật muốn đần độn lăn lộn, chỉ che giấu trong góc, không dám quang minh chính đại xuất hiện, chẳng lẽ không muốn thực lực trở nên mạnh mẽ, trở nên nổi bật? Trương Huyền lên tiếng, trong lời nói mang theo mê hoặc. A, à, tất cả tâm ma ngừng lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, mặt phát mộng. Bọn hắn đang mê hoặc đối phương, như thế nào đối phương mê hoặc bọn họ? Không phải là ngươi lâm vào hôn mê, bị chúng ta thừa dịp yếu ớt mà vào sao? Không nên đối với chúng ta tin tưởng không nghi ngờ, lâm vào trầm luân không cách nào tự kiềm chế sao? Như thế nào, thanh tỉnh như vậy, còn muốn thực lực chúng ta trở nên mạnh mẽ? Bất quá, hắn nói, thật là có chút làm người động tâm. Tu luyện hồn phách, phải phòng ngừa hồn lực ngũ suy, tâm ma tất nhiên cũng như thế, ta chỗ này có một bộ pháp quyết, có thể nói cho các ngươi nghe một chút, nghiêm túc tu luyện, có lẽ có thể miễn trừ tai họa. Đang không biết như thế nào cho phải, chợt nghe Trương Huyền tiếp tục nói, lập tức, trên bầu trời tựa như có hoa đóa rơi xuống, chung quanh linh khí kích động, tựa hồ chỉ muốn dựa theo công pháp hắn nói tới tu luyện, có thể vượt qua cực hạn, càng ngày càng mạnh. Tâm ma, ứng với tâm mà sinh, nếu như tâm tinh khiết, các ngươi tự nhiên không có nơi sống yên ổn, cẩn thận nghĩ thoáng cái, đây là bi ai cỡ nào. Sự hiện hữu của các ngươi lại phải căn cứ tu luyện giả tới tính, vận mệnh không do mình khống chế. Có phải cảm thấy vô cùng bất lực hay không? Bất quá, không sao. Chỉ cần dựa theo công pháp ta truyền thụ cho tu luyện, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, làm chủ vận mệnh bản thân. Thanh âm tiếp tục vang lên. Tâm ma lúc trước còn có chút do dự, lúc này, tất cả đều từng cái kích động siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên. Phối hợp sư ngôn thiên thụ cùng ma âm, thật sự rất có tính mê hoặc, coi như là tâm ma, cũng có chút chống chọi không được. Không nên do dự, không nên chần chờ, tin tưởng mình, các ngươi khẳng định có thể làm được, không cần sống khổ cực như vậy, đến đi, nghe theo lời của ta, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Huyền xòe bàn tay ra. Dâm ào ào. Tất cả tâm ma vẻ mặt tràn đầy kích động, tất cả đều bay tới, bàn tay Trương Huyền khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, nhẹ nhàng chiêu chiêu, thu nhập trong đó. Con mẹ nó, bọn hắn thật sẽ không chạy ra chứ?
Chương 2088, thu phục tâm ma 2. Dựa theo tình huống của hắn lúc trước, chỉ cần không chịu tâm ma mê hoặc, thứ này tự nhiên sẽ tán loạn, bất quá, ngoan nhân nói cho hắn biết, hoàn toàn có thể thu bọn người kia làm thuộc hạ, cũng nói phương pháp thu lấy, lúc này mới dùng sư môn thiên thụ, nói ba hoa trích chòe. Chỉ cần dùng tế đàn ngươi lấy được từ Hồng Diệp Vương, phong bế miệng bình, liền không cách nào đi ra, thời điểm muốn sử dụng, mở ra nắp bình, nhất định có thể đưa đến tác dụng không tưởng được. Ngoan nhân nói, ân, bàn tay chảo một cái, lúc trước từ trong tay Hồng Diệp Vương lấy được tế đàn xuất hiện, nhẹ nhàng một chút, một cỗ phong ấn đặc thù bao phủ, tế đàn cực lớn chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trên bình ngọc, đã thành một cái nút bình. Nhẹ nhàng hạ xuống, tâm ma bên trong quả nhiên không còn động tĩnh, giống như biến mất vô tung vô ảnh. Tu vi đạt tới thánh vực, chân khí đã có một ít biến hóa huyền diệu, tựa như bây giờ biến lớn nhỏ, lúc trước vẫn còn tương đối phiền toái, mà bây giờ, đã không coi vào đâu. Lúc trước tử dương thú làm thánh thú, có thể lớn hơn 10 mét, chính là dùng loại phương pháp này. Ngươi, ngươi, vốn tưởng rằng nhiều tâm ma như vậy, chỉ cần công kích thanh niên trước mắt, rất nhanh sẽ trầm luân, không biết làm sao, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thời gian nháy con mắt, tất cả tâm ma đều phản bội, bị đối phương thu phục. Toàn thân Tàng Hư run rẩy, sợ tới mức sắp điên rồi. Siêu hồn, lười để ý đến đối phương hoảng sợ. Bàn tay chảo một cái, Trương Huyền thi triển ra phương pháp siêu hồn. Loại thủ đoạn này, đối với hồn phách tổn thương thật lớn, nhưng gia hỏa trước mắt này đầu nhập vào dị linh tộc, còn muốn tới giết mình, coi như trừng phạt lớn hơn nữa cũng không đủ. Xì xì xì. Thời gian nháy con mắt, đối phương đã bị siêu hồn, Tàng Hư vốn chỉ là một đạo ý niệm, giờ phút này rút cuộc không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Lại có thể ở đầm lầy Tế Bắc Thành. Siêu hồn hoàn tất, lập tức biết ra hỏa này học được bí pháp từ ai. Tàng Hư này, lúc trước chỉ là mao tặc, cùng đạo khấu bốn phía bị người đuổi giết, sau khi chạy đến đầm lầy, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ở trong một huyệt động đặc thù, nhận được truyền thừa, còn người truyền là ai, là người như thế nào, bọn hắn không rõ ràng. Chỉ biết là, thường cách một đoạn thời gian, sẽ phải dùng nguyên thần tế ra tế đàn, câu hồn phách của tu luyện giả, cung cấp cho đối phương hưởng dụng. Những hồn phách này, lấy danh sư tốt nhất. Những năm này trong tay hắn, danh sư chết đi không biết bao nhiêu, nguyên nhân chính là như thế, biết rõ Trương Huyền là danh sư, cũng không cảm thấy sợ hãi, như trước tiếp tục động thủ. Sau này hãy nói đi. Tiêu hóa những ký ức này, Trương Huyền không có nghĩ nhiều, phù hồn trở lại nhục thân, lần nữa mở to mắt, chỉ thấy tâm ma trước mắt đã biến mất toàn bộ, mình cũng từ trong huyễn cảnh khôi phục lại, trước mắt như cũ là gian phòng bình thường. Ánh sáng Dạ Minh Châu chói mắt. Vừa rồi một màn, giống như nằm mơ, khiến hắn có chút hoảng hốt. Cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay quả nhiên có cái bình ngọc. Xem ra không phải nằm mơ, ta thực thu phục được những tâm ma kia. Khóe miệng co lại. Vốn đang cho là giả dối, chứng kiến bình ngọc, cảm nhận được đồ vật bị phong ấn trong đó, giờ mới hiểu được, đều là thật. Nhìn xem tâm cảnh có biến hóa không? Lúc trước thời điểm phong thánh kiếp, trải qua tâm ma, khiến tâm cảnh khắc độ của hắn bạo tăng một phen, đạt đến 23 tháng 1, lần này nhiều tâm ma như vậy, có thể hiệu quả càng lớn hay không? Vội vàng lấy văn lý thạch ra khảo thí, nhìn thoáng qua, khóe miệng co lại. Sao lại như vậy? Tâm cảnh vẫn giống như lúc trước, chỉ có 23.1, không có chút biến hóa nào. Giống như vừa rồi trải qua những tâm ma này, không có chút hiệu quả nào. Chủ nhân, những tâm ma này không phải của ngươi. Coi như ngươi có thể mê hoặc thành công, đối với tâm cảnh của ngươi, cũng không có bất kỳ trợ giúp. Không tăng trưởng, cũng vô cùng bình thường. Biết rõ ý nghĩ của hắn, ngoan nhân truyền âm tới. Được rồi. Trương Huyền tràn đầy phiền muộn. Vì sao người khác đều nhiều tâm như vậy mà, hắn lại không có chứ? Ngay cả cơ hội để hắn tăng lên tâm cảnh cũng không có, quá không công bình a. Thực cô đơn lạnh lẽo. Ầm ầm. Đang thở dài. Chỉ thấy mặt tường trước mắt lắc lư, một lối đi xuất hiện ở trước mắt, hình như là hắn thông qua được tâm ma khảo thí, kích phát cơ quan nào đó. Không hề tiếp tục xoắn suýt, Trương Huyền đứng dậy, nhìn thoáng qua, phát hiện sau cửa không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi đi vào. Đồng dạng là gian phòng bịt kín, chính giữa dựng lên một thủy tinh cầu bóng loáng. Bàn tay đụng ở phía trên, một đạo hào quang lập lòe, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Là một lão giả. Nhìn không ra niên kỷ, chỉ có thể nhìn ra râu tóc trắng noãn,
có thể đi tới nơi này, nói rõ thông qua được tâm ma phía trước khảo hạch, tâm cảnh dĩ nhiên hoàn mỹ không tì vết, có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Lão giả vuốt râu. Tại hạ là người sáng lập tâm điện, cung điện này, vì ma luyện tâm cảnh mà sinh, ta muốn truyền thụ cho đúng là bí pháp cao nhất của tâm điện, Lưu Ly luyện tâm kinh. Lưu Ly luyện tâm kinh. Bộ tâm pháp này, có thể khiến số lượng tâm ma giảm mạnh, tu luyện tới đại thành, có thể tâm như Lưu Ly, không chút tì vết, không chịu tâm ma quấy nhiễu, nguyên thần củng cố mượt mà, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Lão giả cười nhìn lại. Chỉ có thiên tài gánh vác được tâm ma đại trận, mới có tư cách học tập. Người có thể tiến đến, nói rõ đã có tư chất, có hứng thú học tập không? Không có hứng thú. Trương Huyền nói. Lão giả. Chương 2089, sửa chữa công pháp 1. Có tư cách đi vào nơi đây, đột phá tâm ma đại trận ở phía ngoài, cơ bản đều là cao tầng của chiến sư đường, mục đích đúng là vì Lưu Ly luyện tâm kinh mà đến. Hỏi có hứng thú hay không, chỉ là thuận miệng, cho rằng đối phương tất nhiên sẽ đáp ứng, lão giả nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trực tiếp cự tuyệt. Không có hứng thú, ngươi xông trận pháp, chạy đến nơi đây làm gì? Đùa nghịch ta sao? Đây chính là tuyệt học cao nhất của tâm điện, bí tịch vô thượng. Thật không muốn học. Có chút chần chờ, lão giả hỏi. Không muốn. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại hắn không có tâm ma, mà bộ công pháp này, tu luyện tới đại thành, chỉ có thể giảm bớt số lượng tâm ma, càng học càng kém, trừ khi điên rồi, nếu không kẻ đần mới học. Vậy ngươi, xông trận làm gì? Lão giả không vui. Ta cho rằng nơi này có tâm ma, có thể tăng lên tu vi tâm cảnh. Tới đây ma luyện thoáng cái, kết quả. Tâm ma quá kém, hoàn toàn không có hiệu quả, làm hại ta cao hứng hụt, nói thật, đang cảm thấy có chút mất hứng. Trương Huyền thở dài, vẻ mặt cô đơn. Sớm biết là đại trận cấp thấp như vậy, hắn sẽ không vào, lãng phí thời gian. Bất quá, cũng không tính đến không, thu phục được mấy trăm tâm ma, lại thành công biết một phần vị trí khác của ngoan nhân, đối với về sau, cũng có trợ giúp thật lớn. Quá kém, mất hứng. Nghẹn sắc mặt đỏ bừng, lão giả thiếu chút nữa ngất đi. Tâm ma đại trận này, là năm đó hắn dưới một lần cơ duyên lấy được, có thể dẫn xuất tâm tình mặt trái trong cơ thể tu luyện giả, cũng tiến hành lợi dụng, khiến người ta không tự giác trầm luân ở trong đó. Có thể chống đỡ qua, tâm cảnh gia tăng thật lớn, không kháng nổi, trong thời gian nhất định, trận pháp cũng sẽ đình chỉ, sẽ không đả thương căn bản. Nghe khảo hạch đơn giản, nhưng một khi tâm ma xuất hiện, muốn vượt qua thật sự quá khó khăn. Trong trăm khó có một. Có thể nhìn ra độ khó, thanh niên trước mắt này thì ngược lại, nói thẳng quá kém. Nhìn bộ dáng, vẻ mặt chịu không nổi. Chê muội muội ngươi a, ngươi thật sự là tới khảo hạch. Tâm ma đại trận này, ở trong mắt cường giả chính thức, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, nhưng thực lực của ngươi, chỉ có thánh vực nhất trọng, hơn nữa chờ đợi thời gian dài như vậy mới phá trận, hẳn là cũng không dễ dàng a. Lão giả hơi không vui. Gia hỏa này từ khi đi vào trận pháp đến bây giờ, đã trải qua ít nhất hơn 10 phút, tuy coi như rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như hắn nói. Giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì? Như thế nào, cảm thấy ta ăn nói bừa bãi? Thấy nét mặt của hắn, Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng. Trận pháp này của ngươi, khó coi, quả thực không dùng được. Không tin, hiện tại ta liền nói cho ngươi nghe một chút, tuy trận pháp này có thể dẫn xuất tâm ma của ngươi. Lại cần đi vào trong trận pháp tâm mới có hoàn thành, này bằng với ám chỉ cho tu luyện giả, kế tiếp trải qua. Đều là giả dối, chủ quan đã có loại ý nghĩ này, uy lực tự nhiên sẽ yếu bớt. Cái này là vấn đề thứ nhất. Cái này, lão giả sững sờ, nói không ra lời. Đây thật là thiếu sót của trận pháp. Bất quá, một khi tâm ma bị dẫn xuất, cả người sẽ lâm vào hỗn loạn, coi như là chủ quan có ý nghĩ này, cũng rất khó hoài nghi. Dựa theo tình huống bình thường, là không có người để ý, vị trước mắt này lại nói ra. Chẳng lẽ, thật không khoác lác, mà là trận pháp quá kém. Trận pháp sinh ra tâm ma, thủ đoạn công kích quá đơn nhất, chỉ tìm lỗ thủng trên công pháp, tu luyện, tiến hành mê hoặc, vạn nhất người xông cửa đối với công pháp tu luyện có tự tin tuyệt đối, uy lực khẳng định còn sẽ yếu bớt. Cái này là vấn đề thứ hai. Trương Huyền tiếp tục nói. Ngươi, lão giả lần nữa cứng ngắc. Bản thân tâm ma đại trận vốn khó có thể bố trí, xuất hiện thiếu sót cũng vô cùng bình thường, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, gia hỏa này bị tâm ma vần quanh, còn có thời gian tìm khuyết điểm. Thật hay giả? Cái đại trận này, dấu vết trận pháp quá nồng, tâm ma quá mức thực hóa,
xấu xí như thế, ảnh hưởng cảm nhận, còn có người nào có tâm tình rong dài. Khả năng hận không thể ngay tại chỗ đánh vỡ a, nên biến hóa thành người mình quen, hiệu quả sẽ rất tốt. Cái này là vấn đề thứ ba. Cái này là vấn đề thứ tư. Cái này là vấn đề thứ năm. Cái này là vấn đề thứ 10, một cái trận pháp không lớn, xuất hiện nhiều thiếu sót cùng lỗ thủng như vậy, chẳng lẽ không phải quá kém? Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền bĩu môi. Trận pháp có thể dẫn xuất tâm ma, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng mà thiếu sót cũng rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là cảm giác không tốt. Lấy khuôn mặt ma quỷ xuất hiện, chẳng phải lập tức để người ta biết rõ ngươi chính là tâm ma. Cảm giác thể nghiệm của hộ khách quá kém, ảnh hưởng giác quan nghiêm trọng. Tâm ma lợi hại chính thức, sẽ biến thành tiếc nuối hoặc thiếu sót trong lòng ngươi, lấy phương thức cho ngươi không cách nào phân biệt xuất hiện. Đây mới gọi đáng sợ. Tỷ như những tâm ma này, nếu không phải xấu như vậy, mà biến thành bộ dạng của Lạc Nhược Hy, mình gây chuyện không tốt sẽ lâm vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cái này, sắc mặt lão giả trắng bệch, ý niệm vốn có chút yếu ớt, lắc lư càng lớn, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ. Hắn là người bố trí trận pháp, tự nhiên biết rõ thiếu sót cùng lỗ thủng của trận pháp, đối phương nói 10 cái, lại một cái cũng không sai. Chương 2090, sửa chữa công pháp 2. Nói cách khác, đối phương không chỉ thông qua đại trận, còn nhìn rõ bản chất của trận pháp. Khó trách qua hơn 10 phút đồng hồ, xem ra, đối phương không phải là đối kháng tâm ma, mà là tìm thiếu sót cùng vấn đề của trận pháp. Thời gian ngắn như vậy, tìm ra nhiều như vậy, nhãn lực không khỏi quá tốt đi. Có thể có, phương pháp giải quyết không? Đã không dám xem thường, lão giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Muốn triệt để giải quyết, rất khó, coi như là ta cũng không có khả năng làm được, nhưng mà để nó hơi chút tăng lên uy lực vẫn có thể. Chỉ cần trong đó tăng thêm một cái huyễn trận, để người bị khảo hạch không có phát hiện vấn đề, liền lâm vào ảo cảnh, sau đó lại dẫn phát tâm ma, uy lực sẽ gia tăng không ít. Suy nghĩ một chút, ngón tay của Trương Huyền ở trên không trung điểm một chút, chân khí biến ảo thành một đồ án, giống gian phòng lúc trước như đúc. Bốn phía gian phòng lập tức xuất hiện mấy trăm quang điểm. Thủ đoạn hư không thành tượng của thư họa sư. Ở những điểm sáng này bố trí một cái huyễn trận, hai đại trận pháp dung hợp, uy lực liền không bình thường. Trương Huyền giải thích, hắn lý giải trận pháp sớm đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với bát tinh sơ kỳ, lại trải qua khâu ngô cung. Tuy dung hợp trận pháp phức tạp, nhưng với hắn mà nói, không tính quá khó khăn. Huống chi, chỉ là tăng lên một phần uy lực cho tâm ma đại trận, lại không để thăng quá nhiều. Cái này, có thể bố trí ra tâm ma đại trận, vị lão giả này lý giải trận pháp cũng cực kỳ cao thâm, xem một lát, thân thể chấn động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp trước mắt này, tuy thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, lại vừa vặn có thể đền bù rất nhiều lỗ thủng của tâm ma đại trận. Khiến uy lực của nó gia tăng thật lớn. Thụ giáo, lão giả thật lòng khâm phục. Lúc trước hoài nghi, chẳng những tan thành mây khói, còn bội phục đầu dạp xuống đất. Thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn, nhưng lý giải trận pháp còn cao minh hơn hắn, mấu chốt nhất là, tâm cảnh mạnh mẽ, tâm ma đại trận cũng không thể ảnh hưởng, thật không nghĩ tới, trong đời sau lại có thể xuất hiện thiên tài lợi hại như thế. Không cần khách khí. Trương Huyền khoát tay áo. Hắn chẳng qua là cảm thấy đại trận này không ra hồn, thuận miệng nói, đối phương thừa nhận, cũng không cần phải đúng lý không tha người. Cái này là bí tịch Lưu Ly luyện tâm kinh, coi như ngươi không có hứng thú, nếu như thông qua được, dựa theo ước định cũng phải cho ngươi. Ngón tay lão giả điểm một chút, trước mắt hào quang lập lòe, một quyển công pháp bí tịch xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền ghi vào trong đầu, sau đó nhíu mày. Bộ công pháp này... Đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao a. Tâm pháp trước mắt đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao, chỉ có đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện, nếu không chẳng những luyện không thành, còn sẽ đưa tới tâm ma, cuối cùng dẫn đến tu vi rớt xuống rất nhiều, thậm chí còn sẽ tinh thần thác loạn, biến thành tên điên. Người có thể có tâm cảnh cao như vậy, bản thân vốn ít, khó trách truyền thụ công pháp còn cần khảo hạch. Muốn học tập, chỉ có đủ thực lực, nếu không tiết lộ ra ngoài, chẳng những không thể tiến bộ. Còn sẽ hại người. Đúng. Lão giả gật đầu. Công pháp yêu cầu tâm cảnh cao như vậy, rất khó phổ cập. Như vậy đi, ta giúp ngươi sửa chữa thoáng cái, để người bình thường cũng có thể thuận lợi tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Trầm tư thoáng cái, Trương Huyền nói. Đổi lại công pháp khác, coi như là hắn cũng bất lực,
nhưng cái này bất đồng. Cái gọi là lưu ly luyện tâm quyết, kỳ thật chính là tu luyện nguyên thần cùng linh hồn như lưu ly, óng ánh sáng long lanh, cùng khải linh sư ôn nhuận nguyên thần có hiệu quả như nhau. Thời điểm trầm tư, pháp quyết này cùng rất nhiều công pháp của khải linh sư dung hợp chung một chỗ, mặc dù không có hình thành thiên đạo công pháp, nhưng cũng phá vỡ giới hạn chỉ có cường giả mới có thể tu luyện. Coi như là đền bù thiếu sót lớn nhất. Người bình thường cũng có thể luyện. Lão giả cứng đờ. Năm đó vì đạt được môn công pháp này, hắn chịu nhiều đau khổ, mục đích chỉ là vì để chiến sư tăng lên sức chiến đấu. Đáng tiếc, công pháp quá mức rườm rà, chỉ có thể khiến người tâm cảnh cực cao tu luyện, vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào. Nếu quả thật người bình thường cũng có thể tu luyện, như vậy thực lực của toàn bộ chiến sư đường, nhất định sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nhân tộc an toàn, cũng tất nhiên sâu sắc bảo đảm. Bộ công pháp này, thiếu sót lớn nhất chính là trong quá trình tu luyện, sẽ xuất hiện đủ loại dụ hoặc, định lực kém một chút, không có khả năng ngăn cản, từ đó làm cho cánh cửa phải đề cao, kỳ thật điểm ấy, muốn giải quyết vô cùng dễ dàng, vừa rồi ta xem một lần, đã sửa chữa hoàn tất. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Sửa chữa hoàn tất, ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền sửa chữa xong. Còn tưởng rằng đối phương nói sửa chữa, khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, trăm năm, không nghĩ tới, từ lúc mình đưa ra công pháp đến bây giờ, không đến nửa phút, đối phương không chỉ xem hết, còn sửa chữa xong. Toàn thân lão giả rung động lắc lư, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Vì có thể khiến người bình thường tu luyện, khi còn sống, hắn cũng hao tốn vô số tâm huyết, cũng không có thành công. Vị trước mắt này chỉ nhìn lướt qua, đổi lại người khác ngay cả nội dung công pháp cũng không có nhìn rõ ràng, liền sửa chữa xong. Coi như là khổng sư lúc trước, cũng chưa chắc có loại năng lực này a. Ân, mỉm cười, Trương Huyền nhìn lại, khuôn mặt tràn đầy hòa ái. Như thế nào, ngươi muốn xem mà nói, hiện tại ta có thể viết một phần cho ngươi. Chương 2091, nguy hiểm, một. Vậy làm phiền rồi. Lão giả ôm quyền. Tuy hắn cảm thấy thanh niên trước mắt này, hiểu rõ trận pháp cực kỳ cao thâm, ánh mắt cùng kiến thức cũng tài trí hơn người, nhưng nhanh như vậy có thể sửa chữa công pháp, vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Phải tận mắt thấy mới có thể xác nhận. Biết rõ ý nghĩ của hắn, Trương Huyền không có nhiều lời, bàn tay đưa về phía trước, chân khí ở trên không trung tạo thành màn sân khấu, một hàng chữ chậm rãi xuất hiện. Đúng là lưu ly luyện tâm quyết sau khi sửa chữa. Cái này. Xem một lát, thân thể lão giả cứng ngắc, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Thay đổi như vậy, các loại dụ hoặc vẫn sẽ xuất hiện, lại tiến hành theo chất lượng, từ nhỏ đến lớn, liên tục tăng lên, coi như tâm cảnh hơi yếu cũng có thể tu luyện, cho đến càng ngày càng mạnh. Hắn đối với môn công pháp này, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, sớm đã quen thuộc đến tận xương tủy, địa phương đối phương cải biến không nhiều, nhưng thật giống như nghiên cứu mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Trực chỉ bản chất tu luyện, ngọn nguồn công pháp, làm ra cải biến. Bởi như vậy, tu luyện tới đại thành, uy lực không có chút yếu bớt, điểm khởi đầu lại hoàn toàn bất đồng trước kia. Trước kia, chiến sư đường đường chủ cũng rất khó có tư cách tu luyện, mà bây giờ. Một thập phu trưởng bình thường, chỉ sợ cũng có thể tu luyện phong sinh thủy khởi. Nhìn hắn kích động như thế, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Đây thật là bí thuật tu luyện tâm cảnh hiếm có. Mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng mà Vương Dĩnh cùng Lưu Dương tu luyện, có thể bổ sung khuyết điểm, trên tâm cảnh thiếu sót đạt được đền bù, do đó càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, có thể để càng nhiều chiến sư học tập, làm cho cả chiến sư đường trở nên càng cường đại hơn mà nói, là đại công đức. Đã trải qua sự tình Khâu Ngô Cung, hắn đối với chiến sư ôm ý kính trọng, nếu không cũng không có khả năng hình đường chủ mời, liền tới đây hỗ trợ. Ta thay rất nhiều chiến sư của chiến sư đường cảm kích. Lão giả cúi đầu. Khách khí, đều là danh sư, có thể vì nhân tộc ra chút lực lượng, là ta phải làm. Trương Huyền gật đầu. Vị lão giả này không biết đã chết bao lâu, như trước lưu lại ý niệm, truyền thừa công pháp, làm cho nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, phần rộng lượng này, khiến cho hắn bội phục không thôi. Tâm cảnh của ngươi cường đại như thế, đoán không sai, hẳn là tân nhiệm tâm điện điện chủ a. Thấy hắn như vậy, trong mắt lão giả tán dương càng đậm. Nhịn không được mở miệng. Sửa chữa công pháp, công đức lớn như vậy, đối phương không có chút kiêu ngạo, càng không có tranh công. Tâm cảnh rộng lớn, phẩm đức cao thượng, coi như là so với hắn năm đó, cũng chỉ mạnh không yếu, có thể cường đại như thế, hơn nữa nhẹ nhõm đi tới nơi này, chỉ sợ là tân nhiệm tâm điện điện chủ.
Không phải. Trương Huyền lắc đầu. Mình tới chiến sư đường chỉ là đi ngang qua, căn bản không phải chiến sư, sao lại là điện chủ? Không phải, ta hiểu được, thực lực của ngươi đoán chừng là khuyết điểm, muốn trở thành điện chủ, thực lực nhất định phải đạt tới nguyên thần cảnh mới có tư cách. Ngươi chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Sửng sốt một chút, lão giả nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Muốn trở thành chiến sư đường điện chủ, đối với thực lực là có yêu cầu. Vị trước mắt này dựa theo tâm cảnh mà nói, tuyệt đối có tư cách kế thừa tâm điện, trở thành điện chủ, nhưng tu vi giống như còn kém một ít. Như vậy à, ta là người sáng lập tâm điện, có được quyền khống chế tâm điện, hiện tại ta cho ngươi, cũng coi như báo đáp vì sửa chữa công pháp. Về sau, chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới, tự nhiên sẽ trở thành điện chủ, coi như là chiến sư đường đường chủ, cũng không cách nào chi phối. Rõ ràng xảy ra chuyện gì, lão giả nói. Đa tạ ưu ái, thật không cần. Trương Huyền lắc đầu. Hắn ngay cả chiến sư cũng không phải, càng đừng nói tâm điện điện chủ gì, đang muốn cự tuyệt, chỉ cảm thấy một đạo ý niệm từ trên người lão giả đối diện quán thâu đến, trong lòng khẽ động, dĩ nhiên đối với rất nhiều trận pháp, kết cấu của tâm điện rõ như lòng bàn tay, đã có được quyền khống chế cao nhất. Tốt rồi, công pháp sửa chữa hoàn tất, tâm điện liền giao cho ngươi. Quán thâu xong, ý niệm của lão giả trở nên càng nhạt, bất quá trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sở dĩ đạo ý niệm này có thể kiên trì đến bây giờ, là bởi vì không tìm được người thừa kế để hắn cảm thấy mỹ mãn, dù vị này thực lực thấp, nhưng tâm cảnh rất cường đại, hoàn toàn có thể phát dương quang đại tâm điện, hắn cuối cùng có thể thả lỏng gánh nặng trong lòng. Ta! Nhìn bộ dáng này của hắn, Trương Huyền tràn đầy xoắn xuýt, đang không biết giải thích thân phận của mình như thế nào, chỉ thấy hồn thể của đối phương nguyên bản có chút phai nhạt, càng ngày càng yếu, ba một tiếng biến mất ở trước mắt. Ai? Thấy hắn biến mất, biết rõ giải thích cũng vô ích, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi lát nữa đi ra ngoài, truyền lưu ly luyện tâm quyết cho đám người hình đường chủ, truyền thứ này cho lưu điện chủ là được rồi. Lắc đầu. Đừng nói tâm điện điện chủ, coi như là chiến sư đường đường chủ, hắn cũng không có hứng thú gì. Thật sự không được, đi ra ngoài truyền thừa mấy thứ này, cũng không ảnh hưởng đối phương tín nhiệm mình. Đã có quyết định, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn gian phòng. Không có đồ vật có thể tôi luyện tâm cảnh khác, hơi có chút thất vọng, nhấc chân đi ra ngoài, mới đi vài bước, liền cảm thấy trong lòng rùng mình, tóc gáy đột nhiên nổ lên. Vù vù. Chương 2092, nguy hiểm. Nguy hiểm. 2. Thiên đạo thân pháp mãnh liệt vận chuyển, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó liền chứng kiến mặt đất vừa rồi đứng, một thủ trưởng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Ầm ầm. Còn không có dừng lại. Lần nữa cảm thấy không khí chung quanh như bị chen phát nổ, một cỗ lực lượng mênh mông từ một bên nghiền ép đến, giống như muốn đập hắn thành bánh thịt. Đồng tử co rụt lại, Trương Huyền biết rõ giờ phút này không phải là thời điểm do dự, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, cứng rắn thay đổi phương hướng tiến lên, toàn bộ người nhảy đến không trung. Đùng! Vừa rời mặt đất, trước mặt có một đạo ánh sáng hiện lên, địa phương lúc trước sắp thông qua, không khí bị đè ép thành ánh bạc, xem ra chỉ cần hơi chậm một chút. Vô cùng có khả năng bị chèn chết ngay tại chỗ. Vèo. Bên này còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại một đạo kiếm quang phá không bay đến. Trình tự giống như hắn, bị người đoán chắc, coi như là hắn phản ứng cực nhanh, ứng biến vượt trội, cũng đã rơi vào phạm vi công kích. Nếu như nói hai chiêu trước, chỉ là dồn ép hắn đào tẩu, mà chiêu này, tuyệt đối là sát chiêu trong sát chiêu, một kiếm hoành không, kiếm khí lan tràn toàn bộ gian phòng, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Xảy ra chuyện gì vậy? Nắm đấm siết chặt, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Làm sao cũng không nghĩ đến, thân ở trong chiến sư điện, còn bị đánh lén cùng công kích. Bất quá, lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa, tránh không khỏi chỉ có một con đường bị giết. Thời khắc nguy cấp, tinh thần tập trung cao độ, như trong nháy mắt đi vào một loại ý cảnh đặc thù, minh lý chi nhãn chiếu dọi xuống, tốc độ của kiếm quang trước mắt như biến chậm. Vù vù. Ở dưới loại ý cảnh này, không còn bối rối như lúc trước, ngược lại có mùi vị trí tuệ trong tay, gào thét một tiếng, thân thể co rụt lại, cốt cách toàn thân xoẹt xoẹt tương đương. Xoẹt xoẹt tương đương rung động, lúc trước thân cao chừng một thước tám, thời gian nháy con mắt, liền thành một viên cầu như trái dưa hấu. Kiếm quang kia, không nói trước bao phủ bốn phương, căn bản không tránh thoát, coi như có thể tránh né, nhìn vừa rồi công kích liên tiếp, tất nhiên sẽ lần nữa nhảy vào cạm bẫy của đối phương, không cách nào đào tẩu. Thân thể vừa mới co lại, liền cảm thấy hàn khí gào thét mà qua,
kiếm quang dán làn da cắt tới, chà sát làn da có chút đau nhức. Phá! Thân thể Trương Huyền mở rộng ra, hai hàng lông mày dương lên, ngón tay chỉ tới. Dầm ào ào! Đầu ngón tay hắn cũng có một đạo kiếm khí, tốc độ tựa như điện mang, lập tức đuổi theo kiếm khí lúc trước, ở phía trên đụng một cái, lập tức như mưa rơi lá chuối, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Vừa rồi liên tục công kích, hắn đã nhìn ra, thực lực của đối phương cường đại hơn hắn không ít, ít nhất đều có lực lượng nguyên thần cảnh đỉnh phong, lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện đụng với, khẳng định ngăn không nổi. Đã như vậy, vậy lấy nhiều phá ít. Ngón tay liên tục điểm nhẹ, kiếm khí giống như mưa to, liên tiếp rơi vào trên kiếm quang, tuy người sau cường đại, nhưng liên tục công kích, cũng trở nên bạc nhược yếu kém không ít, phù vù một tiếng liền biến mất trên không trung. Ồ! Liên tiếp giao thủ, đều ở trong điện quang hỏa thạch, từ lúc mới bắt đầu bị động trốn tránh, đến phản kích, nói ra phức tạp, trên thực tế không quá nửa cái hô hấp, người đánh lén công kích, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn không chỉ có thể tránh thoát công kích, còn có thể làm ra phản kích, đánh tan kiếm quang, nhịn không được ngạc nhiên la lên. Đi! Biết rõ bây giờ còn không phải là thời điểm buông lỏng, người ở trên không trung, Trương Huyền lần nữa đạp mạnh, mãnh liệt thoát ra. Trốn chỗ nào? Nổi giận một tiếng, không trung có một trường ấn thật lớn rơi xuống. Trường ấn bao phủ phạm vi hơn 10 mét, phong tỏa toàn bộ phương hướng hắn có thể đào tẩu, xem ra, mặc kệ phương hướng nào đều bị ngăn trở, rút cuộc không cách nào đào tẩu. Cái ý thức chiến đấu này quá mạnh mẽ. Thần sắc Trương Huyền ngưng trọng. Vốn tưởng rằng đối phương kinh ngạc, có thể thong dong đào tẩu, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền kịp phản ứng, hơn nữa vừa ra tay uy lực liền lớn như vậy. Đối phương vô luận là tốc độ phản ứng, hay ý thức chiến đấu, đều có thể nói khủng bố. Coi như là Ngô sư lúc trước, cũng khó bằng được. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm kinh ngạc, Trương Huyền biết rõ, một khi bị trưởng ấn đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương, nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục tháo chạy về phía trước. Dầm ào ào. Thời gian nháy con mắt đi vào một góc đại sảnh. Mà giờ khắc này, trưởng ấn cuối cùng cũng đi tới đỉnh đầu. Phá. Nhẹ nhàng thở ra, ngón tay Trương Huyền hướng lên một chút. Ô, ô, ân. Trong phòng, tựa hồ có cái gì bị kích hoạt, trưởng ấn cực lớn như cá bị đông ở trong nước, trong nháy mắt giam cầm ở trên không trung. Đã tiếp nhận lão giả truyền thừa, đối với tâm điện này, sớm đã rõ như lòng bàn tay, trận pháp trong đó càng có thể nhẹ nhõm khống chế, biết rõ bị công kích, hắn một đường trốn tránh, mục đích đúng là vì đi vào tiết điểm trận pháp, kích hoạt nó lên. Nếu có người vẽ ra quỹ tích của hắn từ khi đi ra môn hộ đến bây giờ, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, đúng là một đường thẳng tắp, không có bất kỳ uốn lượn. Nói cách khác, mặc dù hắn trốn tránh, lại trong nháy mắt tìm được phương pháp giải quyết, ứng biến cực nhanh, có thể nói khủng bố. Hình đường chủ, Liều điện chủ, Ngụy điện chủ, các ngươi muốn làm gì? Trận pháp vận chuyển, cuối cùng thấy rõ người công kích hắn, nhíu mày. Đúng là ba vị cao thủ của chiến sư đường. Chương 2093, Trương Huyền nghiền ép tam sư một. Trương Huyền có chút không vui. Hảo ý tới đây giúp đỡ hình đường chủ củng cố nguyên thần, ứng đối đại phiền toái, đối phương không đưa ra giá cả tương ứng thì thôi, lại còn liên thủ công kích. Nếu không phải phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã chết. Chẳng lẽ chiến sư đường đối đãi ân nhân như vậy? Ngươi, ngươi! Hắn tràn đầy tức giận, đám người hình đường chủ thì mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói không ra lời. Ba người bọn họ, một cái nửa bước xuất khiếu cảnh, hai nguyên thần cảnh đỉnh phong, toàn lực xuất thủ, coi như là thánh vực ngũ trọng sơ kỳ, dưới tình huống không có chút nào phòng bị, cũng có thể bị đánh chết ngay tại chỗ. Thanh niên trước mắt này, bất quá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, lại nhẹ nhõm đào thoát vây quanh, lông tóc không bị tổn thương. Phần ý thức chiến đấu này, lý giải đối với chiến đấu cùng tùy cơ ứng biến, coi như là bọn hắn, cũng xa xa không kịp. Hơn nữa, mấu chốt nhất là lại có thể khống chế trận pháp tâm điện. Đây không phải chỉ có tâm điện điện chủ mới có thể khống chế sao? Muốn làm gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Nói mau, ngươi đến cùng có mục đích gì? Sau khi khiếp sợ, Liều điện chủ hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một lệnh bài. Đúng là tín vật đại biểu thân phận tâm điện điện chủ, dùng vật này, có thể khống chế toàn bộ đại điện. Dầm ào ào. Lệnh bài lóe lên hào quang. Phòng ấn giam cầm trưởng ấn kìm lòng không được đung đưa, minh hưởng một tiếng, trực tiếp vỡ ra. Hừ, cười lạnh một tiếng, ngay thời điểm Liêu điện chủ cho rằng,
trưởng ấn tất nhiên sẽ rơi vào trên đầu Tôn Cường, đột nhiên quay hướng nện xuống ba người bọn họ. Ầm ầm, ba người biến sắc, vội vàng lui về phía sau, trưởng ấn rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, mặt đất rạn nứt ra từng vết rách. Bị phong bạo kích động, trái cây trên đầu hình đường chủ rơi đầy đất. Lưu điện chủ, người khống chế trận pháp như thế nào vậy? Vẻ mặt tràn đầy bụi đất, Ngụy điện chủ tức giận hét lớn một tiếng, năm ngón tay siết chặt, một quyền đập tới không trung. Chân khí nổ vang, lực quyền bao phủ bốn phương, nghiền ép mà đến. Hừ, Trương Huyền không nhúc nhích, nhướng mày. Vù vù, màn sân khấu còn chưa tới trước mặt, lập tức cải biến phương hướng, đập về phía Ngụy điện chủ. Cái gì? Hắn hoảng sợ, vội vàng đưa tay ngăn cản, lực quyền của Ngụy điện chủ tới va chạm, liên tục lui về sau 7-8 bước, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, toàn thân khí huyết sôi trào. Vừa rồi một quyền kia, đã dùng hết tất cả lực lượng của hắn, hơn nữa trận pháp gia trì, uy lực càng hơn, coi như là hắn, thoáng cũng ăn thua thiệt. Liêu Bất Tận, người xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt trắng bệch, tức giận chửi ầm lên. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được, là trận pháp chung quanh cưỡng ép cải biến phương hướng công kích của hắn, hơn nữa gia trì lực lượng, Liêu Bất Tận là tâm điện điện chủ, mình cũng ở trong trận pháp cung điện, làm sao trợ giúp đối phương? Ta cũng không biết, hắn giống như, nắm giữ quyền khống chế trận pháp cao hơn. Đồng tử của Liêu Điện Chủ co rút lại. Rất nhiều trận pháp nơi đây, là người sáng lập tâm điện lúc trước lưu lại, thiết chí chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, Điện Chủ không phải là tuyển ra, mà là nắm trận pháp tâm điện trong tay mới có tư cách. Lúc trước hắn thắng được không ít trưởng lão, đã nhận được quyền hạn nhất định, lúc này mới thành công. Dựa theo tình huống bình thường, toàn bộ chiến sư đường, khống chế trận pháp nơi đây. Không ai có thể thắng được, coi như là đường chủ cũng không được. Sao thanh niên trước mắt này, lại làm được dễ dàng? Ngược lại lệnh bài của hắn không dùng được rồi hả? Sao ngươi có thể đạt được quyền khống chế tâm điện cao hơn? Rõ ràng xảy ra chuyện gì, hình đường chủ nhìn không được nhìn sang. Chẳng muốn trả lời câu hỏi của bọn hắn, sắc mặt của Trương Huyền âm trầm. Ta đáp ứng lời mời mà đến, vất vả vì ngươi củng cố nguyên thần, tuy xuất hiện biến cố. Nhưng cũng là Ngụy Điện Chủ xông vào dẫn đến, không có bất kỳ ý xấu. Đường đường chiến sư, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại công kích ta, vì cái gì? Thanh âm càng nói càng lạnh, Trương Huyền từng bước một từ không trung đi xuống. Mỗi đi một bước, đám người hình đường chủ, Ngụy Điện Chủ liền cảm thấy áp lực trên thân nhiều hơn một phần, liên tục vài bước, cảm thấy trên thân như gánh Thái Sơn, đùi liên tục lắc lư, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này là lực áp bách của trận pháp. Đối phương triệt để khống chế tâm điện đại trận, muốn giết bọn hắn, có thể nói nhẹ nhõm đến cực điểm, dễ như trở bàn tay. Vì cái gì? Đang cảm thấy không kiên trì nổi, lần nữa nghe được tôn sư hét lớn. Dầm ào ào. Rút cuộc không kiên trì nổi, ba người đồng loạt té ngã trên đất, ngực khó chịu, máu tươi điên cuồng phun ra. Trương Huyền là thật nổi giận. Hắn luôn giúp mọi người làm điều tốt, làm bất cứ chuyện gì, đều có chuẩn tắc của mình. Tận lực giúp trợ danh sư khác, không nói cao cỡ nào, nhưng cũng không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc. Ba người này thì ngược lại, vừa ra tay liền tràn đầy sát chiêu. Không có lưu tình chút nào. Hình đường chủ biến thành người thực vật, cũng không phải hắn nguyện ý, không phải còn nghĩ biện pháp giải quyết sao. Sự tình không có giải quyết, liền động thủ, không phân tốt xấu, quả thực đáng giận. Ngươi muốn hại đường chủ, đáng chết. Vẻ mặt tràn đầy giãy giụa. Liêu điện chủ dốc sức liều mạng giơ lệnh bài trong tay lên, muốn đoạt lại quyền khống chế trận pháp, lại phát hiện, không có chút tác dụng nào. Ở trước mặt đối phương, cái lệnh bài này của hắn, như là giấy lộn, đừng nói khống chế trận pháp, ngay cả cảm ứng cũng cảm ứng không đến. Quyền khống chế bị đối phương trực tiếp cướp đoạt. Hại hắn, nếu như ta muốn hại hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ. Trương Huyền hất ống tay áo lên. Chương 2094, Trương Huyền nghiền ép tam sư 2. Bành! Sắc mặt của Liêu điện chủ trắng nhợt, bay ngược ra, thẳng tắp đâm vào trên vách tường, máu tươi điên cuồng phun. Ở trước mặt trận pháp tâm điện, chút thực lực ấy của hắn, không đáng kể chút nào. Tuy thực lực của hắn chỉ có thánh vực nhất trọng, nhưng vừa rồi nguyên thần của hình đường chủ ngay ở trước mặt, muốn giết chết hắn, nhẹ nhõm đến cực điểm, căn bản không cần tiêu phí công phu. Ngươi muốn đường chủ rộng mở nguyên thần, mà ngươi tâm ma nhiều như vậy, chừng trên trăm, muốn nói không có âm mưu quỷ kế, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng. Thấy đồng bạn bị thương,
Ngụy Điện Chủ nghiến răng muốn xông lại. Đối phương đi vào tâm ma thông đạo, vách tường thoáng cái trở nên đen kịt, tâm ma vượt qua 100, xem xét chính là đại gian đại ác, nhân vật như vậy, nói cho dù dễ nghe cũng là giả dối. Tâm ma. Trương Huyền nhíu mày. Không nghĩ tới nguyên nhân đối phương muốn giết hắn dĩ nhiên là cái này. Những tâm ma này không phải của ta. Lắc đầu, Trương Huyền giải thích. Lúc trước ở Khải Linh Sư Công Hội bị Tế Bắc Song Hùng Kình Thiên Hùng Tàng Hư đánh lén, nguyên thần của hắn giấu ở trên người ta, đưa tới tâm ma. Đổi lại những người khác, hắn khẳng định chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp đánh một trận tơi bời là được. Nhưng nơi này là chiến sư đường, người Huyền Huyền Hội còn muốn trao đổi, học tập bọn hắn, vừa ra tay liền đánh đường chủ, hai vị điện chủ trọng thương, tiếp sau chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Vạn nhất đối phương làm khó dễ thì phiền toái. Ai bảo bọn họ tới thỉnh giáo chi, người ở dưới mái hiên, không có cách nào. Tàng Hư, đám người Hình Đường chủ sững sờ. Sự tình gia hỏa này bị công hội một cước giết chết, bọn hắn biết rõ. Muốn nói tội ác tày trời, tuyệt đối hợp lý. Đúng vậy, gia hỏa này đã bị ta gạt bỏ, tâm ma cũng bị ta thu phục, nếu như ta có trên trăm tâm ma, các ngươi cảm thấy có thể thanh tỉnh tiêu sái đi ra như vậy. Trương Huyền hừ lạnh. Cái này, ba người cứng đờ. Đối phương nói không sai, nếu như tâm ma là của hắn, chừng trên trăm, muốn đi ra nhanh như vậy, thật rất khó làm được. Coi như thành công, bị nhiều tâm ma như vậy đồng thời tập kích, đoán chừng cũng sẽ thần tình hoảng hốt, tựa như điên rồi. Vị trước mắt này, không chỉ thần thức thanh tỉnh, chiến lực mạnh mẽ, còn trong nháy mắt tìm được căn bản sự tình. Căn bản không giống như nhận lấy tâm ma ảnh hưởng. Lại nói, nếu ta mưu đồ làm loạn, sẽ chủ động đi vào tâm ma thông đạo, tự mình tìm phiền toái. Trương Huyền tiếp tục nói. Muốn đối phó đường chủ, tự nhiên phải lấy được chúng ta tín nhiệm, sớm biết rõ tâm ma thông đạo, làm ra thủ đoạn ứng đối, cũng có thể làm được. Liêu Điện Chủ nói. Không phải là bọn hắn hoài nghi, mà là vị trước mắt này xuất hiện quá xảo hợp rồi. Vừa muốn đi Khải Linh Sư Công Hội, tìm Khải Linh Sư lợi hại, hắn liền hết lần này tới lần khác xuất hiện ở công hội. Rõ ràng chỉ là củng cố nguyên thần bình thường, lại khiến Hình Đường chủ biến thành người thực vật. Muốn nói không nghi ngờ, là giả. Chính bởi vì loại hoài nghi này, chứng kiến nhiều tâm ma như vậy, mới tin tưởng không nghi ngờ, không yên lòng trước mắt người này. Có thể làm được hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng hiện tại ta khống chế trận pháp tâm điện, thực muốn giết các ngươi, ai có thể ngăn cản ta. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền mang theo tự tin nồng đậm. Đối phương là chiến sư thì như thế nào? Nắm rất nhiều đại trận của tâm điện trong tay, hắn chính là nhân vật bá chủ duy nhất. Muốn động thủ, hoàn toàn có thể cho ba người này ngay cả tin tức cũng truyền không ra. Ba người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Đối phương thật muốn giết bọn hắn, lúc trước khả năng còn cần quỷ kế, hiện tại dùng thực lực có thể hoàn thành, cần gì còn lãng phí miệng lưỡi. Hình Đường chủ, nguyên thần của ngươi, nếu như không nhìn lầm, hẳn là chịu qua tổn thương nặng. Thấy ba người nói không ra lời, Trương Huyền nhìn qua. Phải, 25 năm trước, ta đi vào địa quật, cùng một vị vương giả của dị linh tộc chiến đấu, bị hắn gây thương tích. Hình Đường chủ gật đầu. Nguyên thần của hắn có thương tích, chuyện này không ít người của chiến sư đường đều rõ ràng, lúc ấy thiếu chút nữa tử vong, hôn mê 3 năm, nếu không phải lão hội trưởng của y sư công hội tự mình xuất thủ, khẳng định đã sớm đi đời nhà ma rồi. Chỉ tiếc, sau khi lão hội trưởng cứu hắn, đột nhiên mất tích, sống chết không rõ, coi như là muốn báo ân cũng không tìm được. Trở thành chuyện ăn năn cả đời. Nguyên thần của ngươi có thương tích, xuất hiện một vết rách to lớn, ta dùng phương pháp Khải Linh giúp ngươi khôi phục, đang trong lúc nguy cấp, Ngụy Điện chủ xông tới, nguyên thần ta bị bức ra thức hải. Sau đó, ngươi gặp tâm ma, ta Khải Linh sinh ra linh tính, cùng nguyên thần dung hợp, mới xuất hiện tình huống trên đầu mọc sừng, sau lưng có hoa, chuyện này, là ta sớm không cùng ngươi thương nghị, nhưng cũng không có ý muốn hại người. Biết rõ căn do gây nên đối phương hoài nghi, Trương Huyền giải thích. Cái này, sắc mặt của Hình Đường chủ trắng nhợt. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần vững chắc hơn rất nhiều, nhưng không cảm thấy tình huống ở vết rách, nghe nói như thế, thần thức lan tràn, một lát sau thân thể nhoáng một cái. Nguyên thần, vết rách, người có thể chỉ tốt. Yết hầu phát khô, Hình Đường chủ không thể tin được. Nguyên thần của hắn bị hao tổn, vết rách lớn như vậy, tìm không biết bao nhiêu y sư lợi hại cũng bất lực. Hơn 20 năm gần đây, coi như là buông tha. Tính toán thông qua tâm ma thông đạo,
chính là muốn xem có thể mượn nhờ bí pháp chữa trị hay không. Nhưng không có ôm hy vọng quá lớn. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương giúp hắn khôi phục. Buồn cười hắn, còn muốn giết đối phương. Chương 2095, Trương Huyền truyền công 1. Là ta đã hiểu lầm. Hình đường chủ khom người nói. Không nói thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, chỉ nói loại thủ đoạn chữa trị vết thương nguyên thần này, liền quỷ phủ thiên công, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Người có được loại y thuật này, ít nhất đạt đến thất tinh đỉnh phong, có được địa vị cùng tôn nghiêm cực cao, làm sao có thể đánh lén mình. Huống chi đối phương nói không sai, thật muốn giết người, khống chế tâm điện, đã sớm động thủ, căn bản không cần phải nói nhảm. Đường đường chiến sư đường đường chủ, hai vị điện chủ, lại có thể ra tay với người chân tâm giúp đỡ hắn. Ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, hơn nữa vừa mới trải qua tâm ma, khuyết thiếu phán đoán. Nếu không, những chuyện này khẳng định có thể nghĩ ra. Làm ra việc như thế, không yêu cầu xa vời được tôn sư tha thứ, chỉ cầu có thể đền bù tổn thất, vô luận trả giá như thế nào, chỉ cần đưa ra, tuyệt đối không cau mày. Hình đường chủ đứng dậy. Chuyện này là lỗi của bọn hắn, bất kể nói thế nào, cũng không thể để đối phương ủy khuất, nếu không truyền đi, chiến sư đường bọn hắn cũng không mặt mũi thấy người. Đền bù tổn thất coi như xong, chỉ cần tin ta, hiện tại ta giúp ngươi giải quyết vấn đề trên người. Trương Huyền lắc đầu. Hắn cũng không có bị tổn thương gì, đối phương chỉ là xuất phát từ cẩn thận, cũng không phải cố ý nhằm vào, có đền bù tổn thất hay không, đều không quan trọng. Ta tự nhiên tin tưởng tôn sư. Nghe được vị trước mắt này không muốn đền bù tổn thất, còn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề trên người hắn, hình đường chủ không khỏi cảm kích. Đây mới thực sự là danh sư. Bọn hắn tới so sánh, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Vậy rộng mở nguyên thần đi. Trương Huyền gật đầu. Được. Không chần chờ chút nào, hình đường chủ khoanh chân ngồi dưới đất, rộng mở nguyên thần, không có bất kỳ phòng bị nào. Đối phương khống chế tâm điện, thực lực vô địch, thật muốn giết hắn, một ý niệm có thể làm, dù sao mình cũng chống chọi không được, như vậy lo lắng đề phòng, còn không bằng trực tiếp buông ra. Ân, thấy đối phương phối hợp như thế, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Linh tính thực vật dung nhập nguyên thần, hoàn toàn chính xác vô cùng phiền toái, bất quá, chỉ cần để ý niệm của mình đi vào gạt bỏ, còn không tính quá mức khó khăn. Vù vù, ý niệm ly thể, đi vào nguyên thần của đối phương, không lâu sau, trở về bản thân, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Tôn sư, như thế nào? Lưu điện chủ, Ngụy điện chủ vội vàng nhìn qua. Nhìn xem sẽ biết. Trương Huyền cũng không giải thích, khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục lực lượng. Nguyên thần của đối phương cường đại, từ trong đó tìm tòi linh tính thực vật, mặc dù là hắn, cũng có áp lực thật lớn, mặc dù chỉ ngắn ngủn hơn 10 phút, nhưng toàn bộ hồn lực đã tiêu hao 7-8/10. Ầm ầm. Không biết khôi phục bao lâu. Trên người hình đường chủ nổ vang, một nguyên thần từ mi tâm nhảy ra, tản mát hào quang ôn nhuận. Xuất khiếu cảnh. Đồng tử co rút lại, vẻ mặt của Lưu điện chủ, Ngụy điện chủ tràn đầy không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, đã đột phá. Vù vù. Nguyên thần trở về nhục thân, hình đường chủ mở mắt, thân thể chấn động, cây xương rồng trên đầu, đóa hoa sau lưng, tất cả đều nhao nhao rơi trên mặt đất, chết héo ngay tại chỗ. Đứng dậy. Lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy bội phục, thân thể khom người, quỳ gối trên mặt đất. Cảm tạ tôn sư, nguyên thần của hắn vốn rất cường đại, nếu không phải chịu tổn thương quá nặng, chỉ sợ đã sớm thành công đột phá, bây giờ ở dưới Trương Huyền trợ giúp, chữa trị thương thế, lực lượng trong cơ thể mượt mà như một, không cách nào ngăn chặn, thành công đột phá. Đương nhiên, tuy nguyên thần thành công xuất khiếu, nhưng không có trải qua lôi kiếp, không đủ lực lượng, còn không tính xuất khiếu cảnh chính thức. Dù vậy, thực lực cũng gia tăng gấp bội, so với trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Cho tới giờ khắc này, mới biết được đối phương là thật nhân nghĩa vô song, chân tâm suy nghĩ vì hắn. Trong lòng bội phục đầu dạp xuống đất. Không cần khách khí. Nâng đối phương dậy, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện, nhìn lại. Vừa rồi ta đi tâm ma thông đạo, gặp tổ sư khai phái của tâm điện. Tôn sư thấy tổ sư. Cái này... Dưới tình huống tàng hư kích hoạt nhiều tâm ma như vậy, tôn sư lại thuận lợi thông qua được khảo hạch. Mọi người giật nảy mình, nhất là tâm điện Lưu điện chủ, càng trừng to mắt. Vốn hắn cảm thấy đối phương chỉ là thánh vực nhất trọng, có khả năng thông qua không lớn,
hơn nữa lúc trước đối phương nói, nguyên thần của Tàng Hư đưa tới nhiều tâm ma như vậy. Thông qua liền càng không thể. Còn tưởng rằng là dùng phương pháp gì, ở trên đường đình chỉ trận pháp, lúc này mới đi ra. Không nghĩ tới, đối phương là giải quyết xong tâm ma, thành công thông qua khảo hạch. Độ khó của tâm ma thông đạo, hắn biết rõ đấy rất rõ ràng, các thời kỳ đường chủ, đều trăm không có một, một thánh vực nhất trọng. Thuận lợi thông qua, không khỏi quá đáng sợ đi. Tổ sư, có truyền thụ Lưu Ly luyện tâm quyết cho tôn sư không? Sau khi khiếp sợ, Lưu Điện chủ nhìn không được hỏi. Có truyền. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn lại. Vừa vặn các ngươi đều ở đây, ta truyền lại bộ bí pháp này cho các ngươi, có tác dụng trợ giúp tâm cảnh tăng lên rất lớn. Chúng ta. Chương 2096, Trương Huyền truyền công 2. Hình đường chủ vội vàng lắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Đa tạ tôn sư ưu ái, bộ công pháp này quá mức huyền ảo, chúng ta không cách nào thông qua khảo hạch, tâm cảnh chưa đủ, cưỡng ép tu luyện mà nói, chẳng những sẽ không tiến bộ, gây chuyện không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn cũng rất muốn tu luyện bộ bảo điển cao nhất chiến sư đường này, nhưng đáng tiếc dụ hoặc trong đó thật sự quá lớn, không chịu nổi tâm ma thông đạo khảo hạch, coi như bí tịch đặt ở trước mặt, cũng không có khả năng đi đụng vào, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn chung chiến sư đường trên vạn năm lịch sử, không ít chiến sư, không tin tà, cưỡng ép học tập Lưu Ly luyện tâm quyết, kết quả, không một cái may mắn thoát khỏi, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên nhân chính là như thế, bộ công pháp này cũng được xưng là bí thuật cấm tu luyện của chiến sư. Coi như là hình đường chủ, cũng bị buộc bất đắc dĩ, mới tới đây xông thông đạo, đổi lại bình thường, là không dám nếm thử. Vị trước mắt này, có thể thông qua khảo hạch. Nói rõ tâm cảnh đạt đến tình trạng khiến người ta bội phục, hắn có thể tu luyện, nhưng mà coi như lấy bí tịch ra, nhóm người mình cũng không dám nếm thử. Nếu không, một khi bắt đầu, dụ hoặc trong đó càng ngày càng mạnh, kìm lòng không được luyện xuống, cũng chỉ có một con đường tẩu hỏa nhập ma có thể đi. Bộ công pháp này, hoàn toàn chính xác có thiếu sót, bất quá, không cần khẩn trương, các ngươi có thể nhìn qua trước lại quyết định. Trương Huyền cười cười, bàn tay chào một cái. Trước mắt lập tức xuất hiện một màn chân khí, vô số chữ viết lập lòe. Cái này, không nghĩ tới đối phương trực tiếp phóng xuất công pháp, vẻ mặt đám người hình đường chủ tràn đầy xoắn xuýt. Xem, sợ nhìn không được học tập, một khi lâm vào trong đó, hầu như 100% tẩu hỏa nhập ma, không nhìn, bí pháp lợi hại như vậy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn một chút, cùng lắm thì, không luyện. Cắn răng một cái, ba người không hề xoắn xuýt, ánh mắt rơi vào trên chữ viết. Xem một lát, càng xem càng kỳ quái. Tuy nhãn lực của bọn hắn không bằng tổ sư khai phái của tâm điện, nhưng dù sao cũng là người nổi bật trong chiến sư đường, kiến thức kinh người, không lâu sau, liền nhìn ra bộ công pháp này không giống trong truyền thuyết, yêu cầu tâm cảnh cũng không tính quá cao, đừng nói bọn hắn, coi như là một ít chiến sư bình thường của chiến sư đường cũng có thể học tập. Cái này, nhìn nhau, mấy người tràn đầy nghi hoặc. Tôn sư, đây quả thật là Lưu Ly luyện tâm quyết. Qua nửa ngày, hình đường chủ thật sự nhìn không được hỏi. Ân, Trương Huyền gật đầu. Nhưng, bộ công pháp này, tâm cảnh chưa đủ, không thể tu luyện. Mặt đỏ lên, hình đường chủ nói. Đúng vậy, lúc trước công pháp hoàn toàn chính xác có thiếu sót như vậy. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ta cho rằng không tốt lắm, tiện tay sửa lại, hiện tại người bình thường cũng có thể tu luyện. Sửa lại, tôn sư sửa đổi, Lưu Ly luyện tâm quyết. Ba đại chiến sư chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Bộ công pháp này, từ khi tâm điện sáng lập đến nay vẫn tồn tại, nếu như sửa chữa được, đoán chừng sớm đã có người hoàn thành, vị tôn sư trước mắt này, từ lúc đi vào thông đạo tâm điện đến đi ra, cũng không quá đáng hơn 20 phút. Trong khoảng thời gian này, không chỉ giải quyết xong trên trăm tâm ma của Tàng Hư, còn tiếp nhận truyền thừa. Hơn nữa thuận tiện sửa lại. Ngươi không nói giỡn chứ? Đây chính là bí thuật cao nhất của chiến sư đường. Nói sửa liền sửa, mấu chốt lại nhanh như vậy. Đúng vậy, bộ công pháp này, khuyết điểm thật sự quá nhiều, lớn nhất chính là người bình thường không thể tu luyện. Người bình thường cũng không thể tu luyện, công pháp này muốn còn có ý nghĩa gì? Trương Huyền lắc đầu. Thật không biết, đường đường tông sư khai phái của tâm điện, vì sao phải lưu lại một môn pháp quyết kém như thế? Coi công pháp người người không có biện pháp tu luyện thành chí bảo. Chiến sư đường này cũng đủ điên a. Đáng tiếc, ta kiến thức nông cạn, không thể sửa lại hết thảy thiếu sót, chỉ tu sửa thiếu sót có thể khiến người bình thường tu luyện,
tuy kém chút, nhưng các ngươi đã có thể tu luyện rồi. Trương Huyền nói tiếp, bây giờ trình độ không cao, cũng chỉ có thể đổi thành như vậy. Công pháp tràn đầy thiếu sót, liền lấy ra để người ta học tập, khiến hắn có chút xấu hổ, lúng túng không nói ra được. Trước kia truyền thụ đều là bản rút gọn của thiên đạo công pháp, tuy cũng có thiếu sót, lại không nhiều, cái này. Chỉ tu sửa lại một chỗ, ít nhất còn có 9 chỗ, để cho người khác học, thật sự có chút mất mặt. Kiến thức nông cạn. Được thông qua. Ba đại chiến sư lung lay. Đại ca, người xác định ngươi không có nói đùa. Tổ sư các thời kỳ cũng không sửa lại được, ngươi sửa được. Như vậy cũng gọi kiến thức nông cạn, không phải nói các thời kỳ tổ tiên của chúng ta nên đầu đâm chết sao. Mấu chốt nhất là, công pháp cao thâm như vậy, sao ở trong miệng ngươi lại chẳng thèm ngó tới, căn bản không xem ra gì. Như thế nào, sợ ta sửa không đúng. Các ngươi yên tâm tu luyện đi, vị tổ sư khai phái kia đã tự mình xem rồi, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới đưa cho ta quyền khống chế thứ nhất của tâm điện. Thấy ba người biểu lộ quái dị, Trương Huyền cho rằng bọn họ lo lắng, giải thích nói. Tổ sư xem qua. Trong lòng mọi người rung động, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước một mực kỳ quái, vì sao đối phương tiến vào tâm ma thông đạo một chuyến, liền nắm tâm điện trong tay, nguyên lai là tổ sư khai phái đưa ra quyền khống chế. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, đối phương sửa chữa, không có chút sai lầm nào, nếu không tổ sư không có khả năng làm như vậy. Tổ sư thừa nhận, truyền thụ quyền khống chế, cộng thêm lãng phí các loại thời gian ở trong đó. Chẳng phải cho thấy, thời gian đối phương sửa chữa công pháp, còn ngắn hơn. Sửa chữa công pháp nhanh như vậy, chẳng lẽ tôn sư này am hiểu nhất không phải khải linh, mà là lý giải công pháp. Chương 2097, hình đường chủ hoài nghi 1. Đa tạ tôn sư, trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, đồng loạt nhìn về phía công pháp, nhớ kỹ nội dung. Bộ công pháp này, người người đều có thể tu luyện, đại biểu cho cái gì, bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Đối phương được truyền thừa, hoàn toàn có thể che giấu, không nói cho những người khác, coi đây là trụ cột, có thể nhẹ nhõm mời chào vô số tùy tùng, thành lập một thế lực lớn, được tài phú vô tận. Thậm chí, cũng có thể coi đây là vốn liếng. Đưa ra yêu cầu với bọn hắn. Vì bí tịch của tổ tiên, bất luận điều kiện gì chỉ sợ bọn họ đều sẽ đáp ứng. Nhưng đối phương không có làm như vậy. Tiện tay ném ra, như cọng rơm cái rác. Phần tâm cảnh này, phần rộng lượng này, chính là bọn họ theo không kịp. Nhân vật như vậy, buồn cười bọn hắn còn hoài nghi. Chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên, ba người hận không thể có kẽ đất chui vào. Lúc trước vẫn cảm thấy, người người đều có ý nghĩ cá nhân. Chính thức đại công vô tư là không thể nào. Chứng kiến vị trước mắt này mới hiểu được, trên đời thật sự có danh sư như vậy. Loại người này, mới thật không thẹn với chữ thầy. Tôn sư đối với chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta, có ân truyền thụ, cũng chính là đối với mọi người chúng ta có tình nghĩa bán sư, từ nay về sau, phàm là có phân công, danh sư đường thịt nát xương tan cũng không chối từ. Xem Lưu Ly luyện tâm quyết mấy lần, xác định người người có thể tu luyện, không có bất cứ vấn đề gì. Hình đường chủ tiến về phía trước một bước, thần sắc ngưng trọng ôm quyền nói. Tuy bộ công pháp này là tổ sư khai phái của tâm điện lưu lại, nhưng vị trước mắt này sửa chữa qua, coi như là thuộc về công pháp của hắn. Học tập công pháp của đối phương, thì có ân thụ nghiệp, tình nghĩa bán sư, loại tình nghĩa này, là không cách nào chạy thoát. Bất kể nói thế nào, Thanh Nguyên chiến sư đường, đã thiếu nhân tình thật lớn, không phải nói vài câu, một ít ơn huệ nhỏ là có thể gạt bỏ. Đường chủ nói quá lời. Không nghĩ tới đối phương ngưng trọng như thế, Trương Huyền vội vàng khoát tay. Loại ân tình này, nói như thế nào cũng không nghiêm trọng. Đã có bộ Lưu Ly luyện tâm quyết này, thực lực chỉnh thể của chiến sư đường chúng ta, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, lại ứng đối phiền toái kia, khẳng định sẽ cực kỳ đơn giản. Hình đường chủ nở nụ cười. Người chiến sư đường, sở dĩ bị Huyền Huyền hội mê hoặc nhanh như vậy, gia nhập trong đó, một là đối phương nắm giữ chiến đấu. Hoàn toàn chính xác đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, thứ hai, chính là rất nhiều chiến sư tu luyện tâm cảnh chưa đủ. Hiện tại đã có bộ công pháp này, người người đều có thể tu luyện, chỉ cần tâm cảnh nâng lên, thực lực tất nhiên cũng sẽ gia tăng, ba ngày sau giao lưu hội, ai thắng ai thua, thật đúng là chưa biết chừng. Bộ tâm pháp tu luyện này, nghiêm túc tu luyện, sẽ để người thần trí thanh minh, không chịu tâm ma ảnh hưởng, lý giải võ kỹ cùng chiến đấu, hoàn toàn chính xác có tăng lên rất lớn. Gật gật đầu, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới chuyện nói.
Đúng rồi, ta cũng có chút đệ tử, ở trên tâm cảnh kém rối tinh rối mù, có thể truyền thụ bộ công pháp này cho bọn hắn hay không? Bất kể nói thế nào, đây cũng là của chiến sư đường, truyền thụ cho đám người Huyền Huyền hội, cũng phải thương nghị với đối phương một chút. Đương nhiên có thể, cái này là tổ sư truyền thụ cho tôn sư lại sửa chữa qua, hết thảy do ngươi quyết định là được. Hình đường chủ nhịn không được bật cười. Mấy đệ tử mà thôi, không coi là cái gì. Lưu điện chủ, Ngụy điện chủ cũng cười gật đầu. Cái này đã coi như công pháp của ngươi, truyền thụ cho học sinh của mình, không coi vào đâu. Đối với chiến sư đường bọn họ mà nói, không có chút ảnh hưởng nào. Vậy ta liền thay bọn hắn cảm ơn chiến sư đường. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh, Lưu Dương cùng với người Huyền Huyền hội, đại bộ phận đều rất trẻ tuổi, đối mặt chiến sư của chiến sư đường trải qua sinh tử khảo nghiệm, khẳng định sẽ chịu thiệt, học tập bộ Lưu Ly luyện tâm quyết này, có lẽ có thể giải quyết lỗ thủng trên tâm cảnh, không đến mức ở trường thi xuất hiện biến cố, để trao đổi cũng trở nên thuận lợi hơn. Tôn sư quá khách khí. Mọi người vội vàng ôm quyền. Lại hàn huyên vài câu, nhớ tới đối phương nói, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Các ngươi nói đại phiền toái kia rút cuộc là cái gì? Đây là lần thứ hai hắn hỏi thăm. Đối phương đáp ứng truyền bí pháp cho học sinh của mình, cùng với người Huyền Huyền hội, coi như là nhận ân huệ rất lớn, nếu như có thể trợ giúp đối phương giải quyết phiền toái, cũng không coi là đại sự. Vừa vặn hắn cũng có chút kỳ quái, đến cùng chuyện gì có thể khiến lợi hại như vậy hình đường chủ đều vô kế khả thi. Làm phiền tôn sư phí tâm, đã có Lưu Ly luyện tâm quyết. Chúng ta tự tin có thể ứng đối hết thảy phiền toái. Cười cười, hình đường chủ nói. Đối phương truyền thụ cho bọn hắn bộ công pháp này, hơn nữa đơn giản hóa đến người người đều có thể tu luyện, đã giúp rất lớn, nếu như chuyện còn lại không cách nào giải quyết, chiến sư đường bọn hắn còn có thể diện gì sống trên đời. Mất mặt cũng mất chết rồi. Đường chủ, tiếng nói vừa kết thúc, Lưu điện chủ ở một bên nhìn qua, lặng lẽ truyền âm. Vị tôn sư này chỉ bằng vào thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong, có thể tránh thoát ba người chúng ta liên thủ công kích. Sức chiến đấu mạnh, có thể nói khủng bố. Nếu như có thể để hắn chỉ điểm chiến sư chúng ta, có thể khiến thực lực của bọn hắn trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn hay không? Cái này, hình đường chủ sửng sốt. Tuy đối phương chỉ là thánh vực nhất trọng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng với lý giải chiến đấu, tuyệt đối đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Chương 2098, hình đường chủ hoài nghi 2. Coi như hắn là đường chủ, thậm chí rất nhiều điện chủ, đồng cấp bậc chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Lợi hại như thế, so với người Huyền Huyền hội, tất nhiên cường đại hơn không ít, nếu hắn chịu ra tay chỉ điểm. Thực lực tổng thể của chiến sư đường, nhất định sẽ trong thời gian ngắn tăng nhiều. Đến lúc đó, đánh bại Huyền Huyền hội, vãn hồi tôn nghiêm, cũng không phải việc khó. Mặc dù cái này là biện pháp tốt, nhưng chiến sư đường chúng ta đã vô duyên vô cớ nhận ân huệ lớn như vậy của đối phương, tiếp tục để hắn hao tâm tổn trí. Thật sự băn khoăn. Hình đường chủ nói. Mặc dù ý kiến của Lưu điện chủ rất tốt, nhưng một mực làm phiền đối phương, không phải hắn mong muốn. Lại nói, một học viện từ đế quốc nhất đẳng tới đây trao đổi, chiến sư đường không thể ứng phó, lại tìm một khải linh sư hỗ trợ. Nói ra chỉ sợ mất hết mặt mũi. Cũng phải. Đã minh bạch ý kiến của đường chủ. Lưu điện chủ không nói thêm nữa. Có thể ứng phó là tốt rồi. Thấy đối phương tự tin như thế, Trương Huyền biết rõ truy vấn nhiều, tương đương không tin đối phương, gãi gãi đầu. Kỳ thật, nói thật, ta còn có sự tình muốn nhờ. Tôn sư mời nói. Hình đường chủ vội nói. Công pháp thánh vực nhất trọng trở lên của chiến sư đường các ngươi, có thể cho ta mượn nhìn một chút không? Số lượng càng nhiều càng tốt, ta gần đây tu luyện đến bình cảnh. Cần hải nạp bách xuyên, học tập nhiều hơn. Trương Huyền nói, ở Khâu Ngô Cung đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đến bây giờ đã hơn một tháng, trong cơ thể vô luận chân khí, lực lượng hay linh hồn, đều đạt đến cực hạn, cũng nên đột phá. Thời gian dài như vậy một mực giam cầm ở nhất trọng đỉnh phong, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Công pháp thánh vực nhất trọng trở lên, chiến sư đường hoàn toàn chính xác có, bất quá số lượng không quá nhiều. Nghe hắn muốn mượn duyệt công pháp, hình đường chủ sửng sốt một chút. Số lượng không nhiều. Trương Huyền nghi hoặc. Danh sư đường bình thường, chỉ cần liên lụy công pháp, đều có mấy nghìn hơn vạn bản, không nhiều lắm là có ý gì. Là như vậy, công pháp bí tịch của chiến sư đường, không giống danh sư đường, đạt tới cấp bậc có thể xin. Mà là nhất định phải xông cửa,
chỉ có thực lực thông qua yêu cầu thấp nhất, mới có thể nhận lấy pháp quyết. Thấy hắn không hiểu, hình đường chủ giải thích nói. Danh sư đường, chỉ cần đạt tới cấp bậc, hoặc tích góp đủ công huân có thể quan sát bí tịch, mà chiến sư đường không có quy định như vậy. Chiến sư đối với sức chiến đấu đồng cấp yêu cầu cực cao, chỉ có đạt đến đỉnh phong của cấp bậc này, tu vi củng cố đến không cách nào thăng cấp, thông qua khảo hạch, xác định thực lực, mới có thể được pháp quyết bí tịch tầng tiếp theo. Nếu cấp bậc dưới không có tích lũy hùng hậu, tiếp sau sẽ trở nên phù phiếm, còn muốn thăng cấp cao hơn, còn muốn vô địch ở đồng cấp là không làm được. Hơn nữa chiến sư đường chúng ta vì chiến đấu mà sinh, nên tu luyện công pháp tương đối thống nhất, thuận tiện dùng để bày trận, hoặc là trao đổi chân khí. Bởi vậy số lượng công pháp bí tịch thua xa danh sư đường. Hình đường chủ tiếp tục nói. Trương Huyền hiểu được. Chiến sư kỳ thật chính là quân đội của danh sư, quân đội tu luyện công pháp thống nhất, thích hợp nhất. Như vậy ở trong chiến đấu bị thương cũng có thể bổ sung chân khí, dễ bố trí ra đại trận lợi hại. Đương nhiên, công pháp của chúng ta số lượng ít, chất lượng lại cực cao, hẳn là đối với người dẫn dắt càng lớn, lại nói, coi như là ít. Mấy trăm bản vẫn phải có. Tuy không biết vị tôn sư trước mắt này, tại sao lại cần công pháp càng nhiều càng tốt, nhưng nếu như đưa ra yêu cầu này, tất nhiên có mục đích cùng ý kiến của hắn, nên sớm nói rõ ràng, miễn cho một lát nữa phiền toái. Mấy trăm loại công pháp cũng được, không biết phải đi đâu mới có thể xem được, lại phải cần khảo hạch như thế nào. Trương Huyền hỏi. Đối với chiến sư đường khảo hạch, hắn có chút tò mò, nếu như chỉ có khảo hạch mới có thể chứng kiến công pháp, không bằng đi tới nhìn một chút, thuận tiện kiểm nghiệm thực lực của mình. Hắn vẫn luôn khổ tu, cụ thể đạt đến trình độ gì, còn không có chuyên môn khảo nghiệm qua. Công pháp bí tịch, đều ở nội thức điện, vừa vặn ta chính là nội thức điện điện chủ, tôn sư muốn đi, ta có thể mang ngươi đi. Ngụy điện chủ cười nói. Vậy làm phiền rồi. Trương Huyền cười gật đầu. Đối phương không muốn mình đi quản việc tư, mình cũng lười để ý đến, nếu như tới chiến sư đường một lần, làm sao cũng phải để thực lực tăng lên một ít. Tôn sư khách khí. Ngụy điện chủ không nói thêm lời, cùng hình đường chủ nói một tiếng, hai người đi ra ngoài. Thấy hai người rời đi, Lưu điện chủ nhìn lại, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đường chủ có nghe nói qua, nhìn bí tịch nhiều, có thể gây ra linh cảm không? Bí tịch thấy càng nhiều, không phải càng khiến người ta khó có thể phân biệt thật giả, tư duy càng hỗn loạn sao? Ta chưa từng nghe qua, bất quá, vị tôn sư này, là thiên tài chân chính. Chỉ sợ so với Trương Huyền của danh sư học viện, cũng tương xứng rồi. Cảm khái một câu, hình đường chủ đột nhiên sững sờ. Hả, Trương Huyền Trương sư, vừa tới Thanh Nguyên Thành, vị tôn sư này liền xuất hiện, hơn nữa tuổi của hai người thoạt nhìn không sai biệt lắm, cũng đều là thiên tài. Lưu điện chủ, ta nhớ lúc trước Trác Đỉnh Phong có bức họa của Trương sư, ở địa phương nào? Ngươi lấy một phần tới đây cho ta, lúc ấy ta cho rằng chỉ là viện trưởng ở địa phương nhỏ bé, nên không để ý, không có xem qua. Chương 2099, Tề Lão 1. Trác Đỉnh Phong mang về bức họa của Trương Huyền. Chỉ bất quá hình đường chủ cảm thấy đối phương chỉ là viện trưởng học viện của một đế quốc nhất đẳng, không quan trọng gì, liền lơ đễnh, không có đi quan sát, sai thuộc hạ cất đi. Dù sao, người có thân phận như hắn, bất cứ chuyện gì cũng tự mình xử lý, thực lực mạnh hơn nữa cũng tươi sống mệt chết. Hiện tại nghĩ tới Tôn Cường cùng Trương Huyền tuổi tương tự, đều là thiên tài, nhịn không được có chút hoài nghi. Tuy thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng nghịch thiên như vậy còn rất ít thấy. Không có khả năng Thanh Nguyên Thành thoáng cái nhiều ra hai vị. Ta đi tìm ngay. Nhẹ gật đầu, Lưu điện chủ đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên thấy hình đường chủ nhướng mày, như cảm ứng được cái gì, lòng bàn tay nhiều ra một ngọc bài đưa tin. Tinh thần quét qua, ánh mắt sáng quắc, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Làm sao vậy? Lưu điện chủ nhìn qua. Đường chủ luôn luôn vui buồn không hiện, đột nhiên biến hóa to lớn như thế, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Tề lão hội trưởng đã trở về. Hình đường chủ siết chặt nắm đấm. Tề lão hội trưởng, y sư công hội Tề lão hội trưởng, lúc trước hắn cứu sống ngươi, lại không lâu sau đã mất đi tung tích, ta còn cho rằng đã đi về cõi tiên. Lưu điện chủ cũng sững sờ ở tại chỗ. Hơn 20 năm trước, hình đường chủ bị dị linh tộc trọng thương, nguyên thần hao tổn, hôn mê trọn vẹn 3 năm, nếu không phải vị Tề lão hội trưởng này, đoán chừng đã sớm chết rồi. Đối phương cứu được hắn. Vốn còn muốn tới bày tỏ lòng biết ơn, lại phát hiện đã mất tung tích, hơn 20 năm không có tin tức. Ngay cả hắn cũng tràn đầy thất lạc,
cảm thấy đối phương đã quy tiên. Không nghĩ tới lại có thể trở về. Đúng vậy, sự tình bức họa sau này lại nói, người mau chóng giúp ta chuẩn bị vật phẩm, ta muốn đích thân đi bái phỏng. Vẻ mặt kích động, hình đường chủ phân phó nói. Ân nhân cứu mạng xuất hiện, hết thảy sự tình đều ở phía sau. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, vội vã rời đi chiến sư đường, không lâu sau đã đến y sư công hội, thuận lợi nhìn thấy tể lão hội trưởng. Giống như trước đây, lão hội trưởng không có biến hóa quá lớn, chỉ là khí tức trở nên càng cường đại hơn. Chúc mừng tể lão, đột phá đến nửa bước xuất khiếu cảnh. Ánh mắt sáng lên, hình đường chủ vội vàng ôm quyền. 20 năm không gặp, thể lực của lão hội trưởng chẳng những không có suy giảm, thực lực còn gia tăng lên không ít, khiến hắn tràn đầy hưng phấn. Thực lực của ngươi cũng có tinh tiến, không tệ, không tệ. Hắn nhìn ra cấp bậc của đối phương tự nhiên cũng nhìn ra hắn, tề lão hội trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu không phải tề lão xuất thủ cứu giúp, có khi bây giờ ta còn đang trong hôn mê. Cảm khái một tiếng, hình đường chủ hơi nghi hoặc nhìn lại. Tề lão, vì sao đột nhiên đi không từ giã? Ai? Nghe được hỏi thăm, tề lão hội trưởng thở dài một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng, cũng không phải ta chủ động rời đi, mà là bị người hạ độc đuổi giết, cuối cùng chạy trốn tới một đế quốc nhất đẳng, mới có thể kéo dài hơi tàn, nếu không khẳng định đã sớm chết rồi. Hạ độc, đuổi giết. Sắc mặt trầm xuống, sát khí từ trong cơ thể hình đường chủ bốc lên. Nhân phẩm của tề lão hội trưởng, hắn biết rất rõ ràng, cả đời cương trực công chính, người nào dám động thủ với hắn. Hơn nữa ở dưới mí mắt của danh sư đường, chiến sư đường. Là ai hạ độc, tề lão có biết không? Ánh mắt của hình đường chủ âm hàn. Ta đã đoán ra là ai, bất quá, liên lụy quá lớn, vẫn không thể nói, chuyên môn truyền tin ngươi tới đây, chính là muốn cùng ngươi thương nghị thoáng cái, thuận tiện đi chiến sư đường của ngươi tránh danh tiếng, chờ triệt để củng cố thực lực, lại tiến hành tính toán. Tề lão hội trưởng nói, tránh đầu sóng ngọn gió, còn muốn đi chiến sư đường. Đồng tử của hình đường chủ co rụt lại. Mặc dù đối phương không có nói là ai, nhưng hắn đã đoán ra phạm vi đại khái. Bây giờ tề lão là nửa bước xuất khiếu cảnh, lại là y sư công hội lão hội trưởng, cũng phải đi chiến sư đường tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ sợ người hạ độc hắn, thân phận cùng địa vị cũng không thấp. Được, đi chỗ của ta, có thể cam đoan an toàn. Thần sắc của hình đường chủ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chiến sư đường, tập hợp sức chiến đấu mạnh nhất của toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc. Đừng nói hắn đã đạt tới xuất khiếu cảnh, coi như chỉ như lúc trước, cường giả xuất khiếu cảnh tới cũng có thể cam đoan có đi không về. Mấu chốt nhất là, trong rất nhiều đại điện, các loại đại trận như rừng, ai dám trùng kích tới, tuyệt đối là muốn chết. Đa tạ hình đường chủ, lần này chúng độc bị đuổi giết, vốn tưởng rằng không về được nữa, nếu không phải gặp một vị quý nhân, cứu ta một mạng, chỉ sợ hai người chúng ta không có ngày gặp mặt. Nhớ tới lúc trước trải qua, tề lão hội trưởng liền không nhịn được cảm khái. Y thuật của tề lão cao minh như vậy, cũng không thể giải độc. Ngươi nói vị quý nhân kia, chẳng lẽ y thuật còn lợi hại hơn ngươi? Hình đường chủ nhìn qua. Y thuật của tề lão hội trưởng, hắn biết rất rõ ràng, không nói đứng đầu Thanh Nguyên đế quốc, nhưng tuyệt đối không kém nhiều. Nhân vật như vậy, chúng độc hơn 20 năm cũng không giải quyết được, một quý nhân nhẹ nhõm cứu. Người này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Chương 2100, tề lão 2. Ta so với hắn, quả thực chính là con sâu cái kiến so với thần long, không thể so sánh nổi. Vị quý nhân này, tuy thực lực không cao, nhưng mà vô luận ánh mắt hay y thuật, đều không phải ta có thể so sánh. Nhớ tới vị ân nhân kia, ánh mắt của tề lão hội trưởng lộ ra sùng bái. Đối với y thuật, ngoại trừ ân sư, còn chưa bao giờ chính thức kính trọng qua ai như thế, thế nhưng vị kia. Tôn trọng hơn nữa cũng không quá đáng. Không biết là vị cao nhân nào. Nghe hắn khen không dứt miệng, hình đường chủ nhịn không được hỏi. Hắn gọi Tôn Cường, cụ thể là nơi nào đến, ta cũng không rõ ràng. Tề lão hội trưởng nhẹ gật đầu, nhìn qua. Ngươi nhân mạch nhiều, nếu như có cơ hội, giúp ta lưu tâm, nếu có thể nhìn thấy lần nữa, ta phải hảo hảo cảm tạ. Đang bàn giao, chỉ thấy con mắt của hình đường chủ trợn tròn, lông mày nhịn không được nhíu lại. Làm sao vậy? Chiến sư đường chúng ta, hôm nay tới một vị danh sư, cũng gọi là Tôn Cường. Tự xưng là một y sư, có phải là người ngươi nói hay không? Hình đường chủ nhịn không được nói. Lúc trước vị Tôn Cường này, nói muốn dùng độc giúp mình giải quyết tai họa ngầm,
chuyên môn nói qua, hắn còn là một vị y sư. Chẳng lẽ, đều là một người, cũng gọi là Tôn Cường, loại nào bộ dáng? Tề lão hội trưởng tràn đầy kích động, vội vàng nhìn qua. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, vị tề lão này, đúng là quái tẩu ông chúng kịch độc ở Tĩnh Viễn Thành. Lúc ấy hỗ trợ giải độc xong, một hơi vào tới nguyên thần cảnh, hai tháng không gặp, tu vi càng phát củng cố, vậy mà lần nữa đột phá, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh. Từ nguyên thần cảnh đến nửa bước xuất khiếu, trọng yếu nhất là tôi luyện thần hồn, đối phương chịu đủ kịch độc tra tấn hơn 20 năm, một khi giải quyết, lập tức đột phá tiến mạnh. Là một thanh niên 20 tuổi, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Hình đường chủ miêu tả một lần. Không đúng, Tôn Cường của ta là chừng 40 tuổi, bất quá. Không ít cường giả có thể tiến hành dịch dung. Như vậy đi, người dẫn ta đi tới nhìn xem. Nghe được ân nhân cứu mạng có khả năng ngay ở chiến sư đường, tề lão hội trưởng rốt cuộc kìm nén không được. Được. Nhẹ gật đầu, hình đường chủ, lưu điện chủ mang theo tề lão hội trưởng vội vã bay về chiến sư đường. Nội tức điện khảo hạch, kỳ thật chính là hạch định số lượng chân khí của tu luyện giả. Nội tức thông đạo, có một đại trận cực kỳ lợi hại có thể khảo thí số lượng chân khí, số càng cao, nói rõ chân khí càng dày. Người bây giờ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, loại thực lực này, có thể đến 10 trở lên, coi như là thông qua, trực tiếp đi vào thư khố, tiến hành đọc sách rồi. Một bên đi về phía trước, Ngụy Điện chủ một bên giới thiệu. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đã đi tới nội tức điện. Là một kiến trúc cao lớn giống như tâm điện, bên trong có không ít học sinh, dòng người như thoi đưa. Kỳ thật lấy thực lực của tôn sư, căn bản không cần khảo hạch, ta hoàn toàn có thể dẫn ngươi đi tới. Ngụy Điện chủ cười nói. Vị trước mắt này, là bằng vào thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong, cứng rắn tránh thoát ba cường giả nguyên thần cảnh liên thủ công kích, không nói cái khác, có thể có loại sức chiến đấu này, thông qua một nội tức điện khảo hạch nho nhỏ, tuyệt đối nhẹ nhõm đến cực điểm. Ta vẫn luôn vùi đầu tu luyện, còn không có khảo nghiệm qua, vừa vặn cũng muốn nhìn xem, cùng rất chênh lệch với chiến sư bao xa. Trương Huyền nói, kỳ thật muốn khảo thí, hắn là ôm tư tâm, thứ nhất, giống như hắn nói, muốn kiểm tra đo lường thực lực của mình, thứ hai, cũng muốn nhìn xem tiêu chuẩn của chiến sư đường, để đám người Huyền Huyền hội, sớm làm ra chuẩn bị. Nếu không, song phương trao đổi, ngay cả thực lực của đối thủ cũng không biết, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Trên đường tới, hắn đã dùng ngọc bài truyền lưu ly luyện tâm quyết cho Vương Dĩnh rồi. Bộ công pháp này bị hắn sửa chữa cực kỳ đơn giản, coi như không cần giảng giải, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm xem hiểu, thuận lợi tu luyện. Kém. Ngụy Điện chủ lắc đầu, đúng là có khoảng cách, bất quá, nhất định là vị trước mắt này bỏ xa chiến sư khác. Đương nhiên lời này hắn cũng không nói ra, mà tiếp tục dẫn đường, không lâu sau, đi vào trước mặt một lối đi. Nội tức thông đạo. Không giống tâm ma thông đạo, cái sau hầu như không có người khảo hạch, hơn nữa Trương Huyền đi vào còn là thông đạo đặc thù của trưởng lão, vì vậy không thấy nửa cái bóng người, nơi đây lại đầy chiến sư. Không ít đều đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, muốn thông qua khảo hạch, nhận lấy công pháp nhị trọng. Chứng kiến điện chủ đi vào, mọi người nhao nhao tránh ra, đồng thời từng cái nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một gia hỏa chỉ có thánh vực nhất trọng, có thể khiến điện chủ tự mình đưa tới đây. Đến cùng có thân phận gì? Ai ở bên trong? Không để ý tới mọi người kỳ quái, Ngụy Điện chủ hỏi. Giờ phút này thông đạo hiện lên trạng thái đóng kín, xem xét liền biết có người khảo hạch ở bên trong. Bẩm báo điện chủ, là Thạch Hạo. Trong đám người, một vị chiến sư ôm quyền. Thạch Hạo, tiểu tử này chịu tới khảo nghiệm, hắn cuối cùng cam lòng đột phá. Ánh mắt Ngụy Điện chủ sáng lên, nở nụ cười, sợ Trương Huyền không biết, sau đó giải thích. Tôn sư, vị Thạch Hạo này, là quán quân trong thánh vực nhất trọng của chiến sư đường, thực lực mạnh mẽ, thực lực cá nhân dĩ nhiên vượt qua thiên phu trưởng. Nhất là trình độ nội tức hùng hậu, có thể nói khủng bố, rất nhiều chiến sư thánh vực nhị trọng cũng không bằng. 20 năm trước, thì đến được nhất trọng đỉnh phong, vì củng cố, một mực áp chế tu vi không có đột phá, cũng không tham gia bất luận khảo hạch gì, hiện tại tới đây, chỉ sợ là tính toán trùng kích nhị trọng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2100.